Đây, phía ngoài tiếng huyên náo cũng có thể theo trong thủy tinh cầu rõ ràng truyền đến, mọi người thấy thủy tinh cầu đều rất là hưng phấn. Linh đang tỉ hẳn là ở phía trên phong nhã trong các A à cũng không biết tại cái kia nhã các. Giang giật lông mày nhíu lên, phía trên phong nhã các cùng phía dưới tiểu nhã các đồng dạng căn bản dò xét không được, duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có từng cái con số, ai cũng không biết nam cung ra ở đâu cái nhã các bên trong, mà lại coi như biết rõ. Giang giật cũng không dám mạo muội tìm tới cửa hoàng phủ đào thiên lại ngồi ở phía dưới giang giật tại trong thủy tinh cầu nhìn lướt qua phát hiện phía dưới bên dưới sân khấu hàng thứ nhất trong chỗ ngồi hoàng phủ đào thiên đầu kia mái tóc màu xanh lục rất là dễ thấy không nhịn được âm thầm kỳ quái hoàng phủ đào thiên không nói thân phận siêu nhiên coi như không có thân phận trên người hắn thiên thạch nhiều như vậy cũng tùy ý có thể an bài một gian nhã thác a lão đại tiền vạn quán cũng nhìn hoàng phủ đào thiên một chút tò mò hỏi hoàng phủ ngạo cùng người của hoàng phủ ra giống như đều là tóc đen a à vì sao cái này hoàng phủ đào thiên là tóc lục. Ta làm sao biết, Giang giật lắc đầu nói, có lẽ hắn tu luyện chính là kỳ lạ công pháp đi, có lẽ mẫu thân nàng là đặc thù chủng tộc cũng không nhất định. Trong lúc nói chuyện với nhau, phía dưới vô số người ra trận, 7, 8 vạn cái vị trí rất nhanh liền bị ngồi gần nửa, phía dưới tiếng người huyên náo, đều đang nghị luận lần này có thể có cái gì tốt bảo bối. Từ đồ ra thế nhưng là nói thẳng lần này đấu giá hội là mấy chục năm qua thịnh đại nhất một lần, lúc đầu rất nhiều nhân gia ngọn nguồn không dày đặc, đều lên giao 5.000 vạn thiên thạch, vào đây đơn thuần xem náo nhiệt. Sau nửa canh giờ, phía dưới gần như ngồi đầy người, đấu giá hội cũng chính là bắt đầu, một giọng già nua vang lên, chư vị, thỉnh an yên tĩnh một chút, đấu giá hội lập tức bắt đầu, cho mời gia tộc bọn ta nhất niệm tiểu thư lên đài, chủ trì lần hội đấu giá này. Ây, toàn trường kinh ngạc, lập tức rất nhiều công tử trẻ tuổi đều nhãn tình sáng lên, liều mạng vỗ tay, tư đồ nhất niệm đây chính là tư đồ gia đệ nhất tiểu thư, lần hội đấu giá này thế mà nàng tự mình chủ trì coi như bảo vật mua không nổi, có thể toàn bộ hành trình thưởng thức tư đổ ra đệ nhất tiểu thư phong thái, lần này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Xa xa xa, một tên người mặc váy đỏ thiếu nữ từ phía sau hành lang đi lên gian hàng, thiếu nữ năm phương đôi tám, dáng người cao gầy hoàn mỹ, mặc một bộ đỏ tươi như lửa cháy váy dài, tóc kéo thành lăng vân búi tóc, một đầu châu quang bảo khí, ông ánh sáng long lanh vành tai treo ngược lấy hai cái thật to màu đỏ bảo ngọc, trên cổ cũng là một chuỗi màu hồng hạt châu, Nhìn quang mang bắn ra bốn phía, xinh đẹp không gì sánh được. Tư đồ nhất niệm tối dẫn người chói mắt địa phương liền là một đôi thon dài chân dài, còn có tròn mép bờ mông. Theo lý thuyết bằng chừng ấy tuổi, vẫn còn tấm thân xử nữ, bờ mông là không thể nào có như thế tròn mép, hết lần này tới lần khác mông của nàng hình đặc biệt đẹp đẽ, đi đường lúc lắc một cái run lên, để rất nhiều nam tử trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Tư đồ nhất niệm tuổi không lớn lắm, khí độ lại bất phàm đi đến trong sân khấu ở giữa đầu tiên là hai tay khoanh tại bụng dưới, không người cúi người chào, lúc này mới nhàn nhạt cười một tiếng nhẹ giọng nói ra, tiểu nữ từ tư đồ nhất nghiệp, hôm nay có thể may mắn chủ trì lần hội đấu giá này, có thể cùng nhiều như vậy tiền bối, thần tứ bộ lạc anh hào tổng hợp một đường rất cảm thấy vinh hạnh, tiểu nữ tử lần thứ nhất chủ trì đấu giá hội, nếu có cái gì phạm sai lầm địa phương, khẩn cầu chư vị thứ lỗi. Tư đồ nhất niệm thanh âm rất êm tai, như đại châu tiểu châu lạc khai ngọc, nhẹ dịch nhu bên trong mang cương, không nhanh không chậm, như dạo anh ở bên tai thanh sướng, phối hợp nàng đẹp đến mức lóa mắt nụ cười, để rất nhiều công tử trẻ tuổi đều say. Tốt, tiến vào chính đề, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tư đồ nhất niệm 16 tuổi, nhưng không có nửa điểm luống cuống, một cái ngọc thủ vung lên, hai tên mặc hở hang nữ tử đem một thanh khổng lồ hỏa kích dơ lên đi lên, hỏa kích thành ám kim sắc, phía trên để lộ ra cổ phát tam thương khí tức có thần bí đồ văn, liền xem như ngớ ngẩn đều có thể biết rõ đây là một kiện trí bảo. Tt rất nhiều người biết nhìn hàng hít một hơi lãnh khí, nhã các bên trong giang giật cũng đôi mắt co rụt lại, lần này đấu giá hội thật rất long trọng, kiện thứ nhất bảo vật đúng là một cái ngụy thần khí. Chắc hẳn rất nhiều biết hàng đại nhân đã nhìn ra tranh này kích bất phàm, không sai, đây là một cái ngụy thần khí. Tư đồ nhất niệm nhàn nhạt cười một tiếng, đôi mắt đẹp ở phía dưới nhất chuyển, nói ra, tranh này tên kích là gọi diệt thế kích, giá bắt đầu, giá quy định 100 triệu thiên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 vạn thiên thạch, Diệt thế kích, ngụy thần khí cũng không phổ biến, có được một cái ngụy thần khí cũng có thể để chiến lược tăng lên rất nhiều, rất nhiều thiên quân võ giả đôi mắt lửa nóng, giá cả nhiều lần tiêu thăng, nhưng kỳ quái là tầng 2 nhã các cùng 3 tầng đều không có người nào mở miệng tăng giá. 500 triệu, 600 triệu, 15 ước, tại một tầng một vị lão giả hô lên 15 ước giá cao về sau, một tầng an tĩnh, 15 ước đối với thiên quân võ giả tới nói, kia đã là giá trên trời, trừ phi sơn phỉ quân đoàn thủ lĩnh bình thường người thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều như vậy thiên thạch. 30 ức, lầu ba đệ thất ở giữa nhã các bên trong truyền ra một đạo tuổi trẻ thanh âm, thanh âm này hiển nhiên không có thông qua cấm chế cố ý cải biến, để rất nhiều người đều nghe được nguyên âm thanh, rõ ràng là lục gia lục lân công tử. Tư đồ nhất niệm xảo tiếu yên này hướng lầu ba nhã các nhìn một cái, khẽ cười nói, lân công tử quả nhiên hào khí, nhưng còn có người tăng giá, nếu không có người, cái này diệt thế kích tựu về lân công tử. 31 ước, đúng lúc này tầng hai một cái nhã các bên trong truyền đến một đạo thanh âm lười biếng, thanh âm này rõ ràng bị cấm chế thay đổi qua, vô số ánh mắt bản năng hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhưng là nhã các là toàn bộ phong bế, mọi người chỉ có thể nhìn thấy ba cái con số. 555, chương 768, thiên hỏa áp trục, lão đại, người điên rồi, công tử, 5 năm số năm nhã các bên trong, tiền vạn quán cùng Phượng Loan đều kinh hô lên. Ngay tại vừa rồi Giang giật đột nhiên đánh ra một đạo nguyên lực tiến vào trong thủy tinh cầu, vô lên 31 ức giá trên trời. Trước đó giang giật một mực không có thêm qua giá, mọi người cũng tin tưởng hắn dựa vào là lôi hỏa, coi như có được một cái ngụy thần khí binh khí, chiến lực cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, sở dĩ cho là hắn sẽ không cạnh tranh cái này diệt thế kích. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất trên thân mọi người cộng lại thiên thạch chỉ có hơn 300 triệu, cái này còn muốn tính cả nộp lên 100 triệu thiên thạch, bọn hắn mua không nổi cái này ngụy thần khí A. Giang giật mỉm cười, cũng không có giải thích, chỉ là để mọi người an tâm chớ vội. 4 tỷ, quả nhiên, một đạo lạnh lùng quát khẽ âm thanh lập tức vang lên, lân công tử trực tiếp dùng nguyên lực quán chú quát khẽ. 13 nhà tộc công tử không tranh lệch thiên thạch, cũng không có khả năng trước mặt mọi người bị một tiểu nhân vật đánh mặt, 13 nhà tộc tề tụ ở đây, còn có yêu tộc công chúa giá lâm, lục ra gánh không nổi cái mặt này. Xoạt, phía dưới một mảnh xôn xao đấu giá hội ngay từ đầu giống như này kinh bạo lại có người dám cùng 13 nhà tộc đoạt đập người này lá gan thật lớn a chẳng lẽ hắn không sợ lục gia sau đó trả thù mặc dù tại nhã các bên trong tư đồ gia hội giữ bí mật tin tức của hắn lục gia tại thần tứ thành thế lực cũng không mạnh nhưng nói thế nào là 13 nhà tộc một trong không phải 41 mươi mốt ức năm năm số năm nhã các bên trong lại truyền tới một đạo nhẹ nhàng thanh âm mà lại lần nữa tăng giá 100 triệu phía dưới thoáng cái bình tĩnh lại giống như vừa rồi chỉ là đoạt đập năm năm số năm khách nhân rất rõ ràng liền là tại nhầm vào lục lân cố ý tại cố tình nâng giá không sai Giang giật hoàn toàn chính xác tại nhằm vào lục lân, nghe được lục lân thanh âm hắn toàn thân đều khó chịu, giang tiểu nô là nghịch lân của hắn, lục lân còn muốn mạnh mẽ cưới giang tiểu nô như hắn có năng lực tuyệt đối sẽ chém giết lục lân, giờ phút này giết không được lục lân, có thể có cơ hội trả thù thoáng cái hắn, giang giật cũng liền nhịn không được. Hắn không thèm đếm xỉa, dù sao hôm nay bại lộ khả năng đã phi thường lớn, như tư đồ ra không đáng tin, bọn hắn đổi chắc thiên họa, tối nay qua đi 13 nhà tộc khẳng định sẽ biết tin tức của bọn hắn như đáng tin hắn cố ý cạnh tranh lục gia đồng dạng cha không được tin tức của hắn năm người ức lục lân lần nữa quát khẽ lên tiếng không có chút gì do dự trong thanh âm đều là khiêu khích phía dưới rất nhiều ánh mắt quét về năm năm số năm xem hắn phải chăng còn sẽ khai giá nhưng lần này giang giật trầm mặc quá tam ba bận như tiếp tục tăng giá bị lục gia trưởng bối áp chế lục lân không ra giá hắn chỉ có mua xuống cái này diệt thế kích tư đồ nhất niệm đợi một hồi gặp không ai tại lên tiếng mỉm cười nói bảo kích phối anh hùng như không ai tái xuất giá, diệt thế kích tựu về Lân Công Tử. 3, 2, 1, tốt, chúc mừng Lân Công Tử đấu giá kiện thứ nhất bảo vật. Toàn trường vô số mắt người mắt phát sáng lên, đấu giá hội vừa mới bắt đầu giống như này kinh bạo, xem ra hôm nay đấu giá hội sẽ phi thường đặc sắc A, nói không chừng có thể đánh ra trong lịch sử ngày thứ nhất giá vật đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá đi lên, đây là một kiện xinh đẹp nội giáp, bất quá không phải ngụy thần khí, chỉ là siêu thần khí, duy nhất chỗ đặc thù, chiến giáp này bên trong bị cường giả ra chỉ phù văn, có thể đến thiên quân đỉnh phong một kích, lại chỉ là duy nhất một lần, như bị thiên quân đỉnh phong công kích, trong lúc này giáp hội nát. Cái này nội giáp bị vỗ ra 300 triệu giá cả, tầng 2 cùng 3 tầng nhã các bên trong người thậm chí đều không có kêu giá. Để tam kiện vật phẩm đấu giá nhanh chóng đi lên, đây là một kiện xinh đẹp áo khoác, toàn bộ bởi tử sắc lông trồn biên chế mà thành, một cái dung mạo thượng đẳng thị nữ mặc ra, rất là hoa mỹ, cái này trồn tía áo dĩ nhiên không phải phổ thông đẹp mắt, đồng dạng có phòng ngự công năng, còn có thể phòng ngự công kích linh hồn. Phượng Loan cùng Thanh Ngư Giang Tiểu Nô đôi mắt sáng lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ba người sợ Giang giật vừa xung động lại kêu giá đấu giá. Cái này trồn tia áo bị cạnh tranh rất kịch liệt, tầng 2-3 tầng rất nhiều tiểu thư đều lên tiếng đấu giá. Giang giật phát hiện rất nhiều người đều vô dụng cấm chế cải biến thanh âm, đều là nguyên âm thanh, hiển nhiên cũng là cố ý đến khắp nơi danh tiếng, run lẩy bẩy tao, cùng đám kia công tử đồng dạng, vì lẫn nhau hấp dẫn đối phương chú ý đi. Cuối cùng cái này trồn tí áo bị lôi ra tiểu thư lôi tử hàm dùng một tỷ thiên thạch vỗ xuống, giang giật lắc đầu cười khổ không thôi. Y phục này đối với lôi ra tiểu thư tới nói, ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài còn lại công năng có thể coi thường, mở ra như thế giá trên trời, lôi ra tiểu thư liền là có tiền, tùy hứng A. Sau đó vật đấu giá đều là một chút đặc thù bảo vật, cũng không có quá cao giá trị, giang giật không còn có mở miệng quá, phía trên linh đang tỷ cũng một mực trầm mặc, Phía dưới hoàng phủ Đào Thiên càng là tựa như ngủ thiếp đi, cúi đầu trầm mặc không nói, con mắt đều không có mở ra một lần. Tư đồ nhất niệm tiết tấu khống chế rất tốt, chưa từng dây dưa dài dòng, chỉ là nửa canh giờ 50 kiện vật đấu giá bị bán đấu giá ra, không có một kiện lưu phách, giá cả đều tại 50 triệu trở lên. Tốt, giai đoạn thứ nhất vật đấu giá đã tới kết thúc rồi, cho mời chúng ta giai đoạn thứ nhất cuối cùng một kiện bảo vật, đây là áp trục vật đấu giá. Tư đồ nhất niệm thanh âm rơi xuống, toàn trường đều yên tĩnh im ắng rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra vẻ chờ mong, áp trục bình thường đều là đồ tốt, giới này đấu giá hội vật đấu giá chất lượng đều rất không tệ, giai đoạn thứ nhất áp trục bảo vật sẽ là gì chứ? Xa xa xa, 10 tên thị nữ đi tới, có 5 người đều bưng lấy một bức tranh, hai hai một tổ phân biệt cầm bức tranh một đầu, đem kia 5 tấm tranh từ từ mở ra. a à, lão đại, đây là người tranh địa hải phát hỏa bên trên phun trào đồ. Tiền vạn quán nhảy dựng lên, trước đó từ đồ hành nói tiếp mấy trăm bức thiên họa, hắn bắt đầu không nghĩ nhiều, mới biết được, cái này mấy trăm bức thiên họa đúng là giang giật vẽ. Rất rõ ràng tử long thương hội mua tranh cũng không có bán ra, mà là cầm tới buổi đấu giá này tới đấu giá. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, tại tử long thành bán ra có thể bán ra giá cả bao nhiêu lần hội đấu giá này lớn như thế nhân vật, giá cả tuyệt đối có thể tăng gấp đôi A. Phía dưới cũng truyền tới một trận tiếng nghị luận, rất nhiều người tùy ý nhìn mấy lần, cũng không có nhìn ra cái này thiên họa bên trong đạo vật, ngược lại cảm thấy tranh này hỏa kỹ rất bình thường năm bức tranh vẫn là giống nhau như đúc thứ này cũng có thể lấy ra áp trục tư đồ nhất niệm nhàn nhạt cười một tiếng khoát tay ngăn chặn phía dưới tiếng huyên náo nói chư vị tranh này không phải đơn giản tranh mà là thiên họa bên trong ẩn chứa lửa này chi lực đạo vận thiên họa giá trị chư vị hẳn phải biết tranh này có thể thế hệ lưu truyền xuống dưới để từ tôn hậu đại xem tranh mà cảm mộ hỏa chi lực đạo văn mà lại tranh này đều là một người vẽ Người này hỏa kỹ có lẽ còn có chút không lưu loát, nhưng đợi một thời gian, chờ hắn hỏa kỹ tăng lên đi lên, đây tuyệt đối là một tên mới hỏa đế. Đến lúc đó những bức họa này giá trị hội gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Tư đồ nhất niệm dừng một chút, tiếp tục nói ra, tranh này có 600 bức, hoàn toàn giống nhau như đúc, chúng ta dám họa sĩ cũng dám định, toàn bộ đều là thiên họa. Ứng ừ người bán yêu cầu, cái này 600 bức thiên họa tách ra 6 lần đấu giá, mỗi một lần đấu giá 100 bức, giá bắt đầu 100 bức núi lửa phun trào đồ, Giá quy định 500 triệu thiên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu Xoạt, toàn trường một mảnh huyên náo, rất nhiều tiểu gia tộc vốn định tham dự cạnh tranh, hiện trực tiếp suy sụp, cũng thầm mắng người bán gian xảo xảo trá 100 bước buộc chặt đấu giá, cái này khiến rất nhiều gia tộc triệt để không còn cơ hội, cũng làm cho rất nhiều nhất định phải được đại gia tộc, chỉ có thể nhịn đau đổ máu Thua thiệt lớn, tiền vạn quán bạch nhãn trực phiên, 600 bước thiên hỏa bọn hắn chỉ bán 800 triệu quốc gia chuyển một lần tay, 100 bước thiên họa xem tình huống liền muốn bán đi 1 tỷ 800 triệu. chương 769, vi thương, 500 triệu, quả nhiên rất nhanh có người ra giá, tầng 2 một cái nhã các bên trong một người khách nhân lên tiếng, không bằng hắn dùng cấm chế cải biến thanh âm, để cho người ta dò xét không được hắn tin tức. 600 triệu, tầng 2 lại một cái nhã các ra giá, thanh âm của hắn còn không có rơi xuống. Ba tầng một cái phong nhã trong các một giọng già nua vang lên, 1 tỷ. Vù vù, rất nhiều người hướng Nhã Các quét tới, thấy là căn thứ ba Nam Cung Gia Nhã Các về sau, toàn bộ đều nội tâm chấn động, tứ đại gia tộc lần thứ nhất xuất thủ. Nam Cung Gia ra giá, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không còn có dám cố tình nâng giá, đằng sau còn có 500 bước thiên họa, không đáng đi đắc tội Nam Cung Gia. Nào biết, lần thứ hai 100 bước thiên họa, đồng dạng bị lôi ra cầm xuống, mà lần thứ ba lại bị Hoàng Phủ ra cầm xuống, toàn bộ đồng phục một tỷ giá cả, tiền vạn quán khóe miệng co quắp động, đau lòng không thôi. Lần thứ tư đấu giá, 13 nhà tộc cổ ra xuất thủ, trực tiếp kêu giá đến 1 tỷ, lập tức rốt cuộc không ai tăng giá. Cuối cùng 200 bức thiên họa, những đại gia tộc kia mặc kệ, cứ việc có 13 nhà tộc ra giá, nhưng bọn hắn cũng bắt đầu đấu giá, nếu không thiên họa đều muốn bị 13 nhà tộc đoạt, bọn hắn lông đều lấy không được. Chính như tư đồ nhất niệm nói, cái này thiên họa tác giả về sau thế nhưng là rất có thể trở thành họa đế, dù sao có thể sáng tác 600 bức thiên họa, người này đã nắm giữ làm sao tương đạo văn ngưng khắc vào tranh bên trong, chỉ cần đem hỏa kỹ tăng lên xuống tới, về sau vẽ tiếp ra mấy tấm cao cấp thiên hỏa, vậy tuyệt đối có thể phong làm hỏa đế. Giá cả một mực tiêu thăng, lần thứ năm đấu giá cuối cùng bị 13 nhà tộc trần gia đã 30 ức giá trên trời cầm xuống, mà cuối cùng 100 bức thiên hỏa càng là mang lên 50 ức. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn, lão đại, ta có lỗi với người A. Tiền vạn quán vẻ mặt cầu xin, cùng Giang giật gào lên, Giang giật vỗ tiền vạn quán đầu, tức giận vô cùng mà cười nói, ngu xuẩn, thiệt thòi cái gì giá cả bán được càng cao, chế chúc chúng ta ba bức tranh tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Đúng a, à, tiền vạn quán thoáng cái vui vẻ, phượng loan mấy người cũng đôi mắt sáng lên, toàn bộ đều kích động không thôi, loại này cấp bậc thiên hỏa có thể bán ra cao như thế giá, chờ sau đó kia ba bức tranh vừa lên đến có thể bán ra giá cả bao nhiêu mọi người không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng 100 bức thiên hỏa bị lầu ba một cái nhã các hào khách mua, nhưng giống như không phải 13 nhà tộc nhân, bởi vì tư đồ nhất niệm cuối cùng cũng không có báo danh chữ. Giai đoạn thứ nhất đấu giá kết thúc, tư đồ nhất niệm đi xuống nghỉ ngơi, một đám xinh đẹp nữ tử đi lên khiêu vũ, giữa trận nghỉ ngơi. 12 tỷ, 600 bức thiên họa, bình quân tính được một bức hai ức, khúc gia kiếm lợi lớn. Tiền vạn quán một khoản, lần nữa thịt đau không thôi, giang giật ngược lại là không thèm để ý chút nào, hắn chuyên tâm lắng nghe trong thủy tinh cầu truyền đến bên ngoài thanh âm, nghe được rất nhiều người nghị luận y phiêu phiêu đến cùng là người phương nào lúc hắn nhếch miệng cười. Hắn tin tưởng lần hội đấu giá này, tuyệt đối có đông hoàng đại lục siêu cấp thương nhân tham gia, dù sao thần tứ bộ lạc đại nhân vật đều trình diện, đấu giá hội tiền là dễ kiếm nhất. Đông hoàng đại lục nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, thần tứ bộ lạc đều là không có. Thậm chí, hắn hoài nghi cuối cùng 100 bước thiên họa liền là đông hoàng đại lục siêu cấp thương nhân mua, nếu không giá cả sẽ không mở cao như vậy. Nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, từ đồ nhất niệm lần nữa ra sân, lần này lại đổi một thân y phục, một bộ lục sắc váy dài làm nàng nhìn phá lệ tươi mát cùng vừa rồi so sánh khí chất đại biến dạng tốt vòng thứ hai đấu giá bắt đầu kiện thứ nhất bảo vật giống nhau là một kiện ngụy thần khí tư đồ nhất niệm lời nói dẫn nổ toàn trường dĩ vãng đấu giá hội nhiều nhất hai ba kiện ngụy thần khí lần này vẫn là vòng thứ hai liền đã xuất hiện hai thanh ngụy thần khí mấu chốt nhất vòng thứ ba sẽ có bao nhiêu trí bảo không cách nào tưởng tượng a à. tại thứ hai mươi kiện bảo vật sau khi xuất hiện toàn trường càng là sôi trào Giang Giật cũng càng thêm kết luận Đông Hoàng Đại Lục Thương Nhân tham dự lúc này đấu giá hội. Bởi vì lần này bán đấu giá là ba cây thiên hương thảo, đây là gần với khốn long thảo phía dưới bảo vật, là tẩy tủy dịch cân bảo vật. Thứ này nghe nói chỉ có Đông Hoàng Đại Lục cao nhất Đông Hoàng trong núi có, một năm chỉ sinh trăm cây, Đông Hoàng Sơn thế nhưng là tà ra địa bàn, người bình thường làm sao có thể đạt được như thế chí bảo. Ba cây thiên hương thảo bị bán ra 8 tỷ, 9 tỷ, 8 15 ước giá trên trời. Phân biệt bị lôi ra, Hoàng Phủ Gia, Nam Cung Gia thu hoạch được, còn lại 13 nhà tộc cũng tham dự cạnh tranh, thứ này mặc dù cùng khốn Long Thảo so sánh kém xa, nhưng quá thưa thớt, 13 nhà tộc không thiếu tiền, tự nhiên muốn vỗ xuống cho bọn hắn gia tộc tử để phục dụng cải tiến thân thể. Đơn kiện bảo vật 9 tỷ giá trên trời ra, 10 tỷ sẽ còn xa sao. Mọi người rất là chờ mong, Giang giật ngược lại là đối ngày này Linh Thảo không có hứng thú, hắn cũng không có thiên thạch đi cạnh tranh, hắn để ý là Linh đang tỷ cùng Hoàng Phủ Đào Thiên. Linh đang tỉ từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, Hoàng Phủ Đào Thiên tại Thiên Hương Thảo sau khi xuất hiện ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ chỉ là vào đây ngủ. Cái kia yêu tộc công chúa cũng không có lên tiếng qua, giống như đối với nhân loại bảo vật chỉ là hiếu kỳ, cũng không muốn mua sắm. Đương nhiên cũng có thể là không có ý tứ kêu giá, dù sao một khi kêu giá rất nhiều gia tộc sẽ chủ động vì nàng ra thiên thạch, bắt người tay ngắn, đây là nợ ân tình người ta, càng là thân phận tôn quý người, càng không muốn nợ nhân tình. Theo từng kiện vật đấu giá bị đấu giá, tiền vạn quán Phượng Loan bọn người càng thêm chỗ khẩn trương, đợt thứ hai đấu giá lập tức sẽ kết thúc, từ đồ hoành thế nhưng là nói, kia ba bức tranh bị xem như áp trục bán đấu giá. Tốt, tại một cái cổ xưa ấn bị bán đấu giá ra về sau, từ đồ nhất niệm huyền chuyển cười nói, giai đoạn thứ hai đấu giá cơ bản đã đến hồi cuối, là áp trục bảo vật. Toàn trường yên tĩnh im ắng, giai đoạn thứ nhất thiên hỏa đấu giá 12 tỷ, giai đoạn thứ hai áp trục vật phẩm có thể bán ra bao nhiêu ba tên nữ tử bưng lấy ba cái thiền hộp gỗ đi tới tiền vạn quán xem xét lập tức cười ha hả lão đại là kia ba bức tranh từ đồ gia tín dự quả nhiên không sai đích thật là áp trục đấu giá giang giật hai mắt cũng sáng như tinh thần cái này ba bức tranh không chỉ có riêng đại biểu thiên thạch hắn càng hy vọng y phiêu phiêu cái tên này có thể danh dương toàn bộ thiên tinh giới để mẹ ruột của hắn có thể biết rõ hắn đến cỡ nào tưởng niệm nàng phía dưới tư đồ nhất niệm vung tay lên một tên thị nữ đi đến bức họa thứ nhất trước mặt đem thiền hộp gỗ mở ra, sau đó thận trọng lấy ra một tấm tranh, kia tranh có khung ảnh lồng kính, phía trên bị vải đỏ che khuất, kia bưng lấy vẽ thị nữ, nhẹ tay nhẹ kéo một phát vải đỏ, bức tranh dương trước mặt mọi người. Đây là bi thương, vẽ là giang biệt ly một tay dơ lệnh bài, nghĩa vô phản cố hướng bầu trời đại thủ ấn vỗ tới dáng vẻ, nhân vật này tranh rất sinh động, giang biệt ly trong mắt kiên nghị, trên mặt quyết tuyệt đều khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Lại là thiên hỏa, phiêu phiêu một người vẽ tranh này cũng có thể làm đợt thứ hai áp chụp một bức họa có thể bán ra bao nhiêu thiên thạch. Không đúng, tranh này cùng trước kia kia núi lửa phun trào đồ không giống, giống như thấy làm lòng người chắn chắn. Đúng vậy a, à, ta cũng cảm giác nhìn tranh này, không hiểu muốn khóc. Phía dưới ngay từ đầu đều là tiếng huyên náo, rất nhiều người cũng biểu thị chất vấn, nhưng thời gian dần trôi qua phía dưới yên tĩnh trở lại, toàn bộ bên trong phòng đấu giá một mảnh tĩnh lặng, toàn bộ người đều khóa chặt bức họa kia rất nhiều tâm linh người bị xúc động, cảm giác không hiểu yên lặng tại trong bi thương. Không sai, đây chính là bi thương, đây là một bức thần kỳ tranh, tác giả cũng là y phiêu phiêu, bức họa này có được thần kỳ năng lực, có thể khiến người ta tự động lâm vào trong bi thương. Nhất niệm nhìn rất nhiều lần bức họa này, mỗi lần đều lệ rơi đầy mặt, nhất niệm cũng không phải là rất hiểu tranh, nhưng ta nghĩ một bức đơn giản tranh có thể khiến người ta rơi lệ, để cho người ta bi thương, đây chính là một bức thần tranh. Bức họa này giá bắt đầu, giá quy định 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu. Từ Đồ nhất niệm thanh âm vang lên, lần này nàng thanh âm không tiếp tục bảo trì ổn định, mà là hơi có chút phát run cùng trầm thấp, nàng kia như khóc như khóc thanh âm càng làm cho toàn trường càng thêm an tĩnh, trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian không có bất kỳ người nào phát ra nửa điểm thanh âm. "A, không ai mua ta dựa vào, Từ Đồ ra làm sao lại khai cao như vậy giá cả như không ai mua, đây không phải là bị hố sao?" Tiền vạn quán không có đi chú ý tranh hắn nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nhìn thấy thời gian dài như vậy còn không người ra giá, lập tức cuống lên, bay nhảy thoáng cái đứng lên, liền muốn chuẩn bị tìm tư đồ ra người đi thương lượng, để giá quy định giảm một chút. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy một khắc này, lầu ba số một nhã các bên trong truyền đến một giọng già nua, 10 tỷ. chương 770, Hoàng Phủ Đào Thiên xuất thủ. Bịch, tiền vạn quán hai chân mềm nhún, đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt của hắn trước tiên hướng giang giật nhìn lại, hỏi, lão đại, ta vừa rồi không nghe lầm chứ ta giống như nghe được có người hô 10 tỷ. Giang giật cười, cười đến vô cùng rực rỡ, bi thương bức họa này đối với hắn mà nói cũng không phải một bức họa, mà là hắn đối Giang biệt ly hồi ức, cái này không tính hợp cách phụ thân, cuối cùng dùng hắn chết tiêu trừ Giang giật đối với hắn hận. Sở dĩ bức họa này có thể càng đáng tiền, càng bị người coi trọng, trong lòng của hắn càng vui mừng. Không chỉ là tiền vạn quán hoài nghi nghe lầm, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng bị hù dọa, Phía dưới vô số người càng là thân thể chấn động, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Trong bức họa kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt đạo văn, cái này rất nhiều người đều có thể cảm nhận được, nhưng đây là cấp thấp nhất hạ giai đạo văn, tranh này kỹ so vừa rồi núi lửa phun trào đồ rõ ràng tăng cao hơn một chút, nhưng một bức họa mà thôi, làm sao đều không thể nào giá trị chục tỷ a? Phải biết ngụy thần khí cũng liền vài tỷ a, coi như vừa rồi cái kia thanh diệt thế kích, vẫn là loại hình công kích cũng mới bán đi 50 ức giá cả. Chục tỷ hoàng phủ đào thiên lại một lần nữa mở to mắt nhẹ gật đầu thì thào một tiếng lôi đình uy ngược lại là hào khí bất quá nếu ta có dư thừa thiên thạch tranh này ta cũng sẽ tốn chục tỷ mua tư đồ nhất niệm cũng cười đẹp như hạ hoa nàng trùng điệp gật đầu nói lôi bá phụ vệ nhãn thức thần vật nhà chúng ta dương ra ra nói thẳng nói nếu chúng ta ra cũng có thể tham dự bán đấu giá bức họa này hắn tuyệt đối dám ra chục tỷ cái này bi thương đối với bất luận cái gì yêu thích thư họa người mà nói đều là vô giới chi bảo Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp bốn phía quét qua, lần nữa trầm giọng nói ra, chục tỷ, nhưng còn có người tái xuất giá tiền cao hơn ba, hai, một, chúc mừng lôi bá phụ thu hoạch được bi thương nhất niệm cảm thấy lúc này hẳn là có tiếng vỗ tay. Ba ba ba, phía dưới lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, là hôm nay lần thứ nhất đơn kiện bảo vật đấu giá trăm vạn mà gieo hò, cũng vì lôi đình uy hào khí gieo hò. Tiền vạn quán ở phía trên cũng vỗ tay lên, đôi mắt nhỏ bên trong đều là tinh tinh, chục tỷ thiên thạch mọi người về sau tại thần tứ thành rốt cuộc không cần là thiên thạch lo lắng tốt tư đồ nhất niệm đưa tay ngăn chặn toàn trường tiếng vỗ tay ánh mắt nhìn về phía bức họa thứ hai cười nói ra bức thứ hai lời nói cũng là y phiêu phiêu đại sư làm ra nếu như nói bức họa thứ nhất là bi thương ngược dòng thành sông bức họa thứ hai liền là tưởng niệm tuôn ra như suối nước bức họa này cùng vừa rồi bức họa kia đồng dạng cạnh tranh giá cả sớm có thị nữ đem bức họa thứ hai lấy ra ngoài lần này nàng tự mình đi từ từ mở ra vải đỏ đem bức họa thứ hai chậm rãi hiện ra cho mọi người. Bức họa thứ hai vẽ là y phiêu phiêu, không có bất kỳ cái gì tràng cảnh, chỉ có một cái thiếu phụ, thiếu phụ kia rất đẹp, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy kinh diễm, ngược lại liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy ấm áp, tựa hồ có thể chữa trị tâm linh thương tích. Rất kỳ dị là, bức họa này cuối cùng truyền lại cho người ý cảnh, là một loại nồng đậm tưởng niệm chi tình, toàn trường lại trở nên yên tĩnh im ắng, toàn bộ nhân vọng lấy bức họa kia, rơi vào trầm tư. 10 tỷ, một đạo cứng nhắc kiên cường thanh âm vang lên, phá vỡ trong sân yên tĩnh, mọi người theo thanh âm đầu nguồn nhìn lại, toàn bộ đều nội tâm run lên, Nam Cung gia gia chủ thế mà tự mình kêu giá vừa rồi Nam Cung gia kêu giá thế nhưng là Nam Cung gia thiếu gia a, vị này xưa nay dùng cứng nhắc canh nhiệt vang danh ngạnh hán, lại bị tranh này đả động. Nghe đồn Nam Cung Vân Nghĩa tuổi nhỏ mất mẹ, chẳng lẽ là thật. Đúng vậy, đoán chừng Nam Cung Vân Nghĩa nhìn bức họa này, nhớ tới mẹ hắn thân đi. Cái này vẽ tranh người đơn giản thần, có thể ngưng khắc vào không hiểu cảm xúc đi vào, xúc động nội tâm của người, y phiêu phiêu chưa từng nghe nói a à. Đúng vậy a à, bất quá cái tên này, đoán chừng tối nay qua đi liền sẽ vang vọng toàn bộ bộ lạc, tiếp theo truyền khắp đông hoàng đại lục, người này coi như về sau không phải họa đế, cũng cách họa đế không xa. Một chút nghe nói qua một chút truyền ngôn người âm thầm truyền âm bắt đầu giao lưu, rất nhiều người cũng ước ao ghen tị, nhất là những cái kia sơn phỉ càng là trong mắt đều là trần trụi ghen ghét. Bọn hắn liều sống liều chết, dùng mệnh đi chém giết, mỗi lần lại chỉ có thể phân đến chút ít thiên thạch, tranh này ra tùy ý động động bút, tranh mấy tấm tranh, mấy trăm ức liền đến tay, đồng dạng là người tranh lệch làm sao lớn như vậy. Nam Cung gia gia chủ lên tiếng, ai cũng không dám không nể mặt mũi, bức họa thứ hai đồng dạng dùng chục tỷ thiên thạch thành giao. Tiền vạn quán toàn thân đều tại co quắp, tựa như bị kinh phong phát tác, kích động đến không kềm chế được. Phượng Loan Thanh Ngư cũng là khuôn mặt kích động đỏ lên, nhìn qua giang giật ánh mắt đều là mị sắc, gian tiểu nô lại lệ rơi đầy mặt, trong miệng nhẹ giọng thì thào không ngừng, phu nhân, phu nhân, phu nhân. Giang tiểu nô đây là lần thứ nhất nhìn thấy bức họa này, mặc dù hắn đối với y phiêu phiêu hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng giờ khắc này nàng thoáng cái nhất định đây chính là thu dưỡng nàng trở về phu nhân, giang giật mẫu thân. Giang giật không cười, cũng không khóc, sắc mặt bình tĩnh như nước hồ, trong mắt của hắn đều là mông lung chi sắc, tựa hồ lâm vào thật sâu trong hồi ức. Chúc mừng nam cung bá phụ, tư đồ nhất niệm huyền chuyển cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bức họa thứ ba, nàng cũng không có đi kéo ra bức họa thứ ba vải đỏ, mà là liếc nhìn phía dưới một vòng, trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, ngưng âm thanh nói ra, bức thứ ba là ta thích nhất một bức họa, nhất niệm cũng từng cùng phụ thân cầu tình qua, muốn đem bức họa này tự mình mua đến, nhưng phụ thân nói phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ, không có quy củ về sau phòng đấu giá còn thế nào làm ăn ai còn sẽ tín nhiệm chúng ta tư đồ ra sở dĩ nhất niệm chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cất giữ bức họa này. Tiểu nữ tử người có một điều thỉnh cầu, ai như vỗ xuống bức họa này, mời hảo hảo chân tàng nó, cảm ơn. Tranh còn không có nhìn thấy, tư đồ nhất niệm mấy câu khơi gợi lên toàn trường trong lòng người chờ mong, mặc kẻ tư đồ nhất niệm là chân tình hay là giả dối, chỉ ít nàng thành công, kiện vật phẩm này giá đấu giá hiển nhiên sẽ không thấp hơn phía trước hai kiện. Vải đỏ chậm rãi kéo ra, một màn bức tranh dương trước mặt mọi người. Bức họa này nhiều rất nhiều nhân vật, mỗi nhân vật đều rất sinh động, còn có một tòa to lớn đại thành, dưới thành rất nhiều tử thi, trên tường thành có chút quân sĩ trên thân đều là tiên huyết, có ít người cánh tay còn đoạn mất, trên thân vết thương trồng chất, tàn canh bức tường đổ, hun khói lượn lờ, hiển nhiên cái này thành trì vừa mới trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Một đám quân sĩ ở giữa, có một tên thiếu nữ áo trắng rất là dễ thấy, thiếu nữ này rất đẹp, nhất là khóe miệng say lòng người ý cười, và chậm rãi chảy xuôi mà xuống tiên huyết hình thành cực lớn tranh lệch, tạo dựng ra một bộ rất có đánh vào thị giác lực hình tượng thiếu nữ váy trắng cùng xanh đen phát bị gió thổi động mọi người cảm giác tựa như thật đang động, rất là thần kỳ. Nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng chính là, thiếu nữ một đôi trắng đen rõ ràng linh động trong con người đều là tình ý, loại kia thiếu nữ tươi đẹp, động tình chi ý bị khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù thiếu nữ phía trước cũng không có người, nhưng tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra thân ảnh của một thiếu niên, kia là thiếu nữ tình lang, yêu mến nhất nam tử, 10 tỷ, một tiếng kiên nghị quả quyết trầm hống vang lên, đem toàn trường người đều giật mình tỉnh lại. Ánh mắt mọi người quét qua lại một mảnh ngạc nhiên, ngồi tại hàng thứ nhất một ngực nhắm mắt nghỉ ngơi một tên thanh niên tóc lục đột nhiên đứng lên, ánh mắt khắt gao nhìn chằm chằm bức tranh, đôi mắt đều là vẻ thống khổ, khóe mắt của hắn có nước mắt chảy xuống, hắn hổ khu có chút đang run rẩy, nếu không phải đưa lưng về phía mọi người, rất nhiều người không dám dùng thần thức dò xét, đoán chừng toàn trường hội càng khiếp sợ. Yên lặng một đêm, hoàng phủ Đào Thiên ra giá, 11 một tỷ, một đạo nhu nhu thanh âm rất nhanh vang lên rất nhiều người càng thêm ngạc nhiên hướng số một nhã các nhìn lại, kia là lôi ra tiểu thư lôi tử hàm thanh âm, vừa rồi cạnh tranh qua chồn tía áo, mọi người đối nàng ấn tượng rất sâu sắc, không nghĩ tới nàng lại cùng Hoàng Phủ Đào Thiên cố tình nâng giá. 130 ức, Hoàng Phủ Đào Thiên dừng một chút, lập tức kiên định mở miệng nói. Trong mắt của hắn nước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể cũng không còn run rẩy đôi mắt trở nên vô cùng kiên định, tựa hồ nhất định muốn vỗ xuống này tấm động tình. 14 tỷ Lôi tử hàm lần nữa ra giá, thanh âm có chút trở nên có chút lạnh, giống như là một cái bị tức giận tiểu nữ hài. Hoàng phủ đào thiên sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía số một nhã các, quát lôi tử hàm, dạng này đùa có ý tứ ngươi nếu muốn đùa, ta chơi với ngươi, 200 ức, hôm nay bức họa này ta chắc chắn phải có được. Hừ, số một nhã các bên trong, lôi tử hàm thanh âm lạnh lùng truyền đến, hoàng phủ đào thiên, bản tiểu thư chỉ là đơn thuần thích bức họa này thôi, người có thiên thạch cứ nói giá, dù sao ngươi mơ tưởng mua đi bức họa này, 210 ức. Ây, toàn trường kinh ngạc, làm sao nghe ngữ khí như là một đôi tình lữ tại đấu khí A, nhất là lôi tử hàm ngữ khí càng giống là một cái u oán bị tức giận thiếu nữ, chẳng lẽ lại giữa hai người có cái gì không muốn người biết chuyện cũ. chương 4 đến, mặt khác đề cử một quyển sách kén tầm bên trong nghiêu đại thần, võ cực thiên hạ, rất kinh điển huyền huyễn thần thư, đại gia thích có thể đi tìm kiếm nhìn xem. Trường 771, có tiền, tùy hứng. Hoàng phủ đào thiên không có lập tức kêu giá, con người lấp lẽ, nhìn qua bức họa kia vài lần, cuối cùng lần nữa cắn răng quát 30 tỷ. Lôi tử hàm ngươi nếu là tiếp tục ra giá, ta cũng không muốn rồi. Xoạt, toàn trường oanh động, một bức họa lại vỗ ra 30 tỷ giá trên trời, cái này đã vượt qua năm nay đấu giá giá cao nhất, đương nhiên cùng trong lịch sử giá cả vẫn là có khoảng cách, nhưng phải biết đây chính là một bức họa, một bức bên trong chỉ là ẩn chứa phổ thông phong lực đạo văn thiên họa. Cái này ba bức vẽ ở rất nhiều trong mắt người, tối đa cũng tự một tỷ giá cả, phía trước hai bước vỗ ra chục tỷ không ngừng, cuối cùng một bước còn lật ra gấp ba, vô số người cảm giác lần này vào đây xem kịch chuyến đi này không tệ, chỉ ít thấy được siêu cấp gia tộc công tử tiểu thư tiêu tiền như nước hào khí, về sau cũng có khoác lác tiền vốn không phải. Hoàng Phủ Đào Thiên lấy ở đâu nhiều như vậy thiên thạch? Cũng có người rất là hiếu kỳ, vừa rồi tại thần tứ trên quảng trường một màn tất cả mọi người thấy được, Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Hoàng Phủ ra thế như nước với lửa, không có hoàng phủ gia duy trì, hoàng phủ đào thiên chính mình làm sao đi kiếm thiên thạch. Đương nhiên nghe nói qua một chút truyền ngôn, hoặc là bị hoàng phủ đào thiên đoạn qua người, đều biết hắn thiên thạch ở đâu ra, bọn hắn cũng tò mò hoàng phủ đào thiên cướp bóc nhiều như vậy thiên thạch, liền vì mua một bức họa. 31 tỷ, số một nhã các bên trong lôi ra tiểu thư thanh âm kiên định truyền đến, để toàn trường rất nhỏ tiếng huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, rất nhiều người lắc đầu thở dài, đây cũng không phải là một bức họa sửa tình thuần túy là vợ chồng trẻ tại đấu khí rồi, lôi đình uy thế mà làm càn lôi tử hàm như thế làm loạn. Hoàng phủ đào thiên đôi mắt co rụt lại, đột nhiên hướng số một nhã các thật sâu nhìn lại, cuối cùng không hề nói gì, lần nữa tỏa hạ cúi đầu nhắm mắt, hiển nhiên từ bỏ lần này cạnh tranh. Ha ha, tư đồ nhất niệm nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói tử hàm tỷ tỷ bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, để nhất niệm hảo hảo hâm mộ, 31 tỷ. Giá tiền này đã vượt qua năm nay cao nhất đấu giá đơn giá, nhưng còn có giá tiền cao hơn nếu không có này tấm động tình, là thuộc về từ hàm tỷ tỷ. Toàn trường yên tĩnh im ắng, coi như còn lại 12 gia tộc đều trầm mặc, có lẽ rất nhiều người rất thích bức họa này, nghĩ chân tàng, nhưng giá cả thực sự quá cao, không đáng giá A. À. 3, 2, tư đồ nhất niệm đếm ngược, Hoàng Phủ Đào Thiên không còn có ngẩng đầu, tư đồ nhất niệm nhìn hắn một chút, khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói ra, một tốt. Chờ chút, đúng lúc này, một đạo thanh linh thanh âm vang lên, thanh âm đến đến số 5 nhã các, người kia cũng không có dùng cấm chế cải biến thanh âm, nàng dễ nghe thanh âm vang vọng toàn thành, thiên thiên đối với bức họa này rất là thích, lôi tiểu thư, thất lễ, ta ra một nghìn ức. Bịch, bịch, thanh âm vừa mới rơi xuống, rất nhiều người theo trên ghế ngồi trượt xuống ra, tiền vạn quán vừa mới đứng lên, cũng đặt mông ngồi dưới đất, từ đầu nhất niệm miệng nhỏ mở ra, hoàng phủ đào thiên đột nhiên ngẩng đầu, vô số người coi là nghe lầm, ngạc nhiên hướng số 5 nhã các nhìn lại, đầy mắt chấn kinh ngạc. Một ức, Tư đồ nhất niệm thân thể mềm mại có chút rung động, đấu giá hội trong lịch sử giá cao nhất bán đấu giá ra trí bảo, chỉ có 85 tỷ, vậy vẫn là một kiện thông linh trí bảo, công kích hình ngụy thần khí, không nghĩ tới cái kỷ lục này bị phá, vẫn là trên tay nàng phá. Giống như, thiên thiên tiểu thư không có nói đùa, tối nay nhất định lưu danh sử sách, nàng tư đồ nhất niệm danh tự cũng muốn bởi vì lần này đấu giá hội danh dương thiên hạ. Trăm tỷ có lẽ tại Đông Hoàng Đại Lục siêu cấp đấu giá hội bên trên có thể xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ không ra một bức họa bên trên, việc này coi như truyền khắp toàn bộ thiên tinh giới cũng sẽ là kỳ văn dị sự. Cho nên nàng nuốt xuống một miếng nước bọt, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi mà hỏi, thiên thiên tiểu thư, ngươi nhất định phải dùng một nghìn ức thiên thạch cạnh tranh này tấm động tình, sao? Đúng, thiên thiên tiểu thư kiên định thanh âm truyền ra, rất là rõ ràng, thiên thiên mặc dù là yêu tộc, nhưng từ nhỏ cũng rất ngưỡng mộ nhân tộc văn hóa. Đối với nhân tộc rất nhiều điều tốt đẹp truyền thuyết cố sự lòng mang ước mơ, Bức họa này tại thiên thiên xem ra liền là một cái nhân tộc Mỹ hảo tình yêu cố sự, mặc dù không biết tranh bên trong lúc ấy cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng thiên thiên có thể tưởng tượng được ra, chiến hỏa bao phủ tòa thành trì này, nữ tử này chính dẫn đầu con dân của nàng anh dũng chống lại, tại nguy nan nhất thời khắc, nữ tử tình lang từ trên trời giáng xuống, chém giết địch nhân, cứu vớt nàng cùng nàng con dân, nữ tử khóe miệng say lòng người ý cười, trong mắt cực nóng tình ý khắc họa vô cùng sinh động ta nghĩ coi như bất luận cái gì đa tình thiếu nữ đều sẽ hy vọng trở thành cô gái trong tranh đi. Thiên thiên cũng rất hâm mộ nàng, bức họa này để thiên thiên cảm nhận được nhân loại ở giữa chân thật nhất trí mỹ hảo tình. Yêu, ta cho rằng bức họa này có thể đáng một nghìn ức. Thiên thiên lời nói rất chân thành, cũng nói rất thấu triệt, nàng hoàn mỹ thuyết minh bức họa này bên trong chân ý. Giang giật tại thời khắc này cười, cười đến vô cùng rực rỡ cùng vui mừng, hắn không phải là bởi vì trăm tỷ giá trên trời, thiên thạch trong mắt hắn không đáng một đồng, hắn cười là bởi vì tìm được một cái thật yêu thích tranh người, một cái chân chính hiểu vẽ người, cái này yêu tộc công chúa để hắn hảo cảm gấp bội tăng lên. Tốt, tư đồ nhất niệm trùng điệp khẽ kêu một tiếng. Nàng trong mắt đẹp quang mang vạn trượng nhìn qua số năm nhã các nói, thiên thiên tiểu thư thật sự là một cái trí tình trí nghĩa kỳ nữ, nhất niệm bội phục đầu dạp xuống đất, này tấm động tình có thể bị tiểu thư vỗ xuống cũng là vinh hạnh của nó, tranh này tác giả hôm nay nếu là tại chỗ, cũng sẽ cảm giác không thắng vinh yên. Trăm tỷ giá cả, khẳng định không ai dám tái xuất giã mấu chốt nhất là đối phương là yêu tộc công chúa vô tận biển sâu bát ngát có bao nhiêu thần mạch có thể đào bao nhiêu thiên thạch phải biết yêu tộc tu luyện thế nhưng là không cần thiên thạch mà lại lưu thông tiền tệ cũng không phải thiên thạch muốn nói giữa sân rồi rào nhất việt đối là vị này yêu tộc công chúa từ đầu ngạo trước kia nói yêu tộc công chúa muốn mua cái gì cứ việc đập hắn tính tiền giờ phút này cũng ngậm miệng im ắng hiển nhiên trăm tỷ giá cao hắn cũng chịu đựng không nổi đến có tiền liền là tùy hứng a toàn trường thổn thức không thôi, càng bởi vì chứng kiến lịch sử một màn mà vô cùng tự hào. Lôi tử hàm quả nhiên không xuất hiện ở giá, coi như nàng nghĩ ra lôi đình uy khẳng định ngăn lại, này tấm động tình bị yêu tộc công chúa thiên thiên tiểu thư vỗ xuống. Giai đoạn thứ hai đấu giá kết thúc, tư đồ nhất niệm đi xuống, một đám xinh đẹp nữ tử lại đi tới khiêu vũ, giữa trận nghỉ ngơi, nhưng rất nhiều người còn yên lặng tại tình cảnh vừa nãy bên trong, tinh thần hoảng hốt, đến mức trọng yếu nhất giai đoạn thứ ba bắt đầu mấy món bảo vật, ra giá, giá người lác đác không có mấy. Một vòng cuối cùng đấu giá thường thường đều là trọng đầu hí, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lại là một kiện ngụy thần khí, là một cái hạt châu, giá cả thế mà chỉ đấu giá hơn 2 tỷ. So sánh vừa rồi kinh tâm động phách đấu giá, phía trước mấy món vật phẩm đấu giá có chút ảm đạm phai mờ, coi như kiện thứ hai bảo vật đấu giá 50 ức giá cả, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, rất nhiều người đã hơi choáng. Lão đại, chúng ta phát, phát, đang đấu giá kiện thứ hai bảo vật lúc, tiền vạn quán mới tỉnh ngộ tới, ôm Giang giật vừa khóc lại cười, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng thân thể mềm mại không ngừng rung động, Giang tiểu nô càng là khóc đến biến thành một cái tiểu hoa miêu. Nàng cùng tô như tuyết tình cảm rất sâu, trước kia một mực xem nàng như làm tẩu tử, giờ phút này tô như tuyết sống chết không rõ, có khả năng một người lẻ loi hưu quạnh tại đông hoàng đại lục thụ lấy vô tận cực khổ, người nói nàng làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Giang giật mặt ngoài rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn tiền vạn quán cùng thanh ngư phượng loan, còn duỗi ra một cái tay vỗ vỗ Giang Tiểu Nô an ủi nàng, nhưng mọi người cũng không có chú ý đến hắn một cái tay một mực quấn ở trong tay áo, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, tiên huyết chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh tay áo. chương 772, Tử Hồn Linh, vòng thứ ba bảo vật đều so vòng thứ hai chất lượng cao hơn một cái cấp bậc, nhưng giá cả lại đều không tính quá cao, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng không tiếp tục suốt thủ qua, một mực cúi đầu xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ lại ngủ thiếp đi. Trên lầu 18 gia tộc còn có ẩn tàng các đại nhân vật, đều không có xuất thủ, tựa hồ đang chờ đấu giá hội sau cùng mấy món áp trục chi tác. Lão đại, hoặc là các ngươi rút lui trước A à chế chút càng nhiều người, càng dung dịch dẫn lên chú ý A, à, ta lưu lại kết toán là được. Tiền vạn quán thật vất vả khôi phục bình tĩnh trầm giọng nói, Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau cũng khẽ vuốt cằm. Ba bức tranh đã bán ra giá trên trời, y phiêu phiêu cái tên này tối nay qua đi tuyệt đối sẽ danh dương toàn bộ thần tứ bộ lạc, tiếp lấy chuyển đến Đông Hoàng Đại Lục đi, các nàng chỗ hy vọng nhìn thấy sự tình đã thấy, tại lưu tại cái này đã không có ý nghĩa. Các nàng lại không định mua bảo vật, như các loại chờ đấu giá hội kết thúc, kia rất dễ dàng gây nên siêu cấp gia tộc truy tra, ít nhất lục gia tuyệt đối sẽ phái người theo dõi, Giang giật vừa rồi thế nhưng là cùng lục lân cố tình nâng giá. Ha ha, Giang giật khoát tay áo nói, coi như ra ngoài, đồng dạng có người theo dõi, không vội. Ta xem có thể hay không liên hệ với Linh Đăng Tỷ, còn có Hoàng Phủ Đào Thiên. Hoàng Phủ Đào Thiên nói qua phải trả hắn gấp trăm lần thiên thạch, tự nhiên hắn không định muốn cái này thiên thạch, Giang Giật rất thích hắn tính cách, cũng nghĩ mời Hoàng Phủ Đào Thiên giúp điểm công việc. Người này mặc dù mưu phản Hoàng Phủ ra, nhưng thiên tư như thế nghịch thiên, Hoàng Phủ ra như thế nào lại thật bỏ mặc không quan tâm có Hoàng Phủ Đào Thiên hỗ trợ, bọn hắn tại thần tứ thành bên trong an nhàn ở lại hẳn là rất đơn giản, lục lân loại này cấp bậc công tử ca đối với Hoàng Phủ Đào Thiên tới nói, khẳng định không tính chuyện gì. Thần tứ đảo tứ đại gia tộc so còn lại cửu đại gia tộc cường đại không ít, hoàng phủ đào thiên tư chất nghịch thiên, bằng chừng ấy tuổi liền có thể lực áp thiên quân đỉnh phong thanh long, về sau thành tựu vô khả hạn lượng, hắn nếu là muốn hỗ trợ, không nói hoàng phủ ra, còn lại 12 gia tộc khẳng định phải nể tình. Giang giật rất rõ ràng vừa rồi đã đắc tội lục lân, lục gia khẳng định có người trong bóng tối dám thì cái này nhã các, một khi bọn hắn ra ngoài tự bị bị theo dõi, lục lân loại này hoàn khố công tử hắn hiểu rất rõ, có thù tất báo. Giang giật đã quyết định, mọi người cũng không dám nhiều lời. Nguyên bản không tệ tâm tình lại trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, thần tứ thành cũng không so bên ngoài, nơi này cường giả nhiều lắm, còn có một số thực lực đến gần vô hạn thần lão quái vật, tại cái này một khi xảy ra chuyện, có thể liền độn thiên đều không có cơ hội. Khác đừng lo lắng, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy, lại nói cường giả cũng không đơn giản xuất động, chỉ cần không mở ra cửu long chu thần đại trận, chúng ta có thể đơn giản thoát đi. Giang giật cười trấn an mọi người, ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu, thản nhiên thưởng thức phía dưới từng kiện bị bán đấu giá ra trí bảo, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, chúng ta có trăm tỷ thiên thạch, các người coi trọng cái gì tùy ý đập, ta không thiếu tiền. Mọi người bị giang giật chọc cười, tâm tình tốt không ít, đương nhiên đều không có đấu giá bảo vật hào hứng, các nàng thực lực tối cường liền là giang giật, những người còn lại liền là một thân ngụy thần khí đều vô dụng. Từng kiện kỳ lạ bảo vật xuất hiện, có binh khí, chiến giáp, thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều có được năng lực đặc thù bảo vật, thấy giang giật bọn người hoa mắt, phía dưới cũng từ từ náo nhiệt lên, giá đấu giá một lần kéo lên. Tốt, tại mấy món bảo vật bị bán đấu giá ra về sau, từ đồ nhất niệm sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, nàng trầm giọng nói ra, lần đấu giá này hội hơn 100 kiện bảo vật đều đã bán đấu giá ra, cũng đạt tới hồi cuối, lần này cuối cùng áp trục bảo vật có 3 kiện, đều là trọng bảo, chư vì cần phải sáng lên con mắt nha. Toàn trường nín hơi, nặng nhất trọng đầu hí tới, lần hội đấu giá này cấp bậc cao như thế, cuối cùng áp trục trí bảo có thể đánh ra cái gì giá trên trời đâu? Ken Ken, tư đồ nhất niệm vung tay lên, một tên mỹ lệ thiếu nữ mang theo một chuỗi tử sắc linh đang xuyên đi tới. cái này linh đang đi đường lúc lại phát ra tiếng vang lanh lành, tại linh đang tiếng vang lên ở trong sân lúc, rất nhiều người đều cảm giác linh hồn hơi chấn động một chút, đôi mắt mê mang, một chút thực lực cường đại võ giả lại là trong mắt tinh mang một thịnh. cái này linh đang đúng là một kiện công kích linh hồn hình bảo vật, vẫn là một kiện ngụy thần khí ngụy thần khí rất đáng tiền công kích linh hồn loại hình càng đáng tiền đương nhiên bảo vật này cần hiểu công kích linh hồn người mới có thể phát huy nhất chiến lược mạnh mẽ rất nhiều người linh hồn phòng ngừa cũng không tệ nhưng cũng không phải là người người đều tinh thông linh hồn công kích không sai chắc hẳn rất nhiều người đều đoán được tư đồ nhất niệm tự tay tại thiếu nữ trên cổ gỡ xuống linh đang giơ lên cao cao nói đây là một kiện ngụy thần khí tên gọi tử hồn linh đây là công kích linh hồn ngụy thần khí giá quy định một tỷ mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 triệu. Linh đang, Giang giật khẽ giật mình, Linh đang tỷ trên cổ không phải cũng có một cái Linh đang sao nàng cũng bởi vậy đạt được Linh đang tỷ ngoại hiệu, cũng không biết trên người nàng chính là không phải ngụy thần khí. 2 tỷ, một đạo giọng nữ theo ba tầng nam cung gia nhã các bên trong truyền ra, gia. Giang giật bọn người toàn bộ đều mắt sáng rực lên, thanh âm này các nàng quá quen thuộc, đúng là Linh đang tỷ thanh âm, xem ra nàng rất thích cái này Linh đang, trên người nàng Linh đang cũng không phải là ngụy thần khí. 21 ức, 23 ức, Linh Đang tỷ kêu giá về sau, đằng sau không ngừng có người ra giá, giữa sân hiểu được công kích linh hồn còn là không ít, thứ này có thể trợ giúp bọn hắn chiến lược tăng lên không ít. 30 ức, Linh Đang tỷ vừa trầm uống, ngữ khí rất là kiên quyết, một lần nâng giá 400 triệu. Đáng tiếc bảo vật này quá hiếm có, giá cả vẫn là tại tiêu thăng, Phượng Loan bọn người khẩn trương lên, Linh Đang tỷ cùng các nàng quan hệ rất không tệ, tựa như tỷ tỷ của các nàng các nàng tự nhiên hy vọng Linh Đan tỷ có thể vỗ xuống cái này ngụy thần khí. 50 ức, tại giá cả bị mang lên 4 tỷ về sau, Linh Đan tỷ cắn răng quát khẽ, hiển nhiên giá tiền này đã đến nàng có thể tiếp nhận mức cực hạn. 51 ước, ba tầng một cái nhã các bên trong một đạo thiếu nữ thanh âm êm ái vang lên, giang giật bọn người nghe xong lông mày đều nhíu lại, thanh âm này các nàng cũng rất quen thuộc, chính là lục gia lục vũ tiểu thư thanh âm, không nghĩ tới nàng cũng rất thích cái này linh đăng, hoặc là nàng cũng có thể là là tu luyện linh hồn, Lầu một triệt để bình tĩnh, cái giá tiền này bọn hắn đã chịu không được, chỉ có thể trông mong nhìn xem phía trên nhã các bên trong đại gia tộc đánh cờ chém giết. Tầng 2 một cái nhã các bên trong, rất nhanh truyền ra một giọng già nua, năm 15 ức. 6 tỷ, nam cung gia nhã các bên trong, linh đang tỷ thanh âm vang lên lần nữa, lần này không riêng gì giang giật, toàn trường đều có thể nghe ra nàng trong lời nói thanh âm rung động, đoán chừng giá tiền này đã vượt qua nàng phạm vi chịu đựng. Lục gia nhã các bên trong lục vũ thanh âm, không có qua quá lâu tựu vang lên, rất là nhẹ nhõm thản nhiên, 8 tỷ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nam cung gia nhã các không còn có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, còn lại nhã các cũng an tĩnh. Cũng không phải là bọn hắn thêm không giá khởi điểm, mà là nghe lục vũ ngữ khí, nàng đơn giản còn có thể ra giá vài tỷ, những người còn lại không dám đi liều giá, dù sao đắc tội lục ra cũng không phải một chuyện tốt. Vũ tiểu thư đẹp như tiên nữ, mang lên cái này linh đang khẳng định cũng sẽ càng thêm sặc sỡ lóa mắt, 8 tỷ, còn có ai ra giá nếu không có, cái này từ hồn linh tựu về vũ tiểu thư. Tư Đồ nhất niệm đợi một hồi, gặp còn không người ra giá mở miệng nói ra, bất quá lần này sau khi mở miệng vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, nàng chỉ có thể cười nhạt một cái nói: "3, 2." 10 tỷ, một đạo đi qua cấm chế thay đổi qua trung tính thanh âm vang lên, vô số ánh mắt lần theo thanh âm nhìn lại trong nháy mắt đôi mắt sáng lên, năm năm số năm nhã các tại kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cùng Lục Lân cố tình nâng giá về sau, lần nữa ra giá, mà lại nhầm vào vẫn là người của lục gia, chẳng lẽ hắn cùng lục gia có thù sao? Lục gia nhã các bên trong lục lân thanh âm rất nhanh vang lên, nộ khí 10 phần, 12 tỷ. Toàn trường oanh động, lại có trò hay nhìn sao? Năm năm số năm nhã các yên lặng một hồi, một đạo nhẹ nhàng thanh âm chuyển đến, dẫn nổ toàn trường, 200 ức. Trường 773 ta, rất thưởng thức nàng, một hơi trực tiếp nâng giá 8 tỷ. Trọng yếu nhất chính là, năm năm số năm nhã các là tầng thứ hai, nếu là 13 nhà tộc hoặc là tầng thứ 3 đại gia tộc, siêu cấp thương nhân, có lẽ đại gia sẽ không như thế chấn kinh. Cầm 200 ước thiên thạch ra đấu khí đấu đối tượng vẫn là 13 nhà tộc lục gia, bạch long quần đảo chúa tể. Toàn trường một mảnh thổn thức âm thanh, cũng đều kích động không thôi, rất nhiều người vào đây xem kịch, thích xem liền là loại này trò hay. Dạng này mới kình bạo không phải từng mảnh từng mảnh ánh mắt nhìn về phía lục gia nhã các, muốn nhìn một chút lục lân sẽ hay không có lại chứng. Hừ, lục lân không có ra giá. Ngược lại trùng điệp hư một cái nói, nhất niệm tiểu thư, đấu giá hội tùy ý có thể kêu giá sau 200 ức, người bình thường có thể cầm được ra ta biểu thị đối lần đấu giá này công chính rất hoài nghi. Lời của hắn cũng gây nên một mảnh tiếng nghị luật, hắn nói không sai nếu không phải đại gia tộc, ai có thể xuất ra 200 ức người này nếu là người của đại gia tộc, như thế nào lại ngồi tại hàng thứ hai tiểu nhã trong các như hắn lung tung kêu giá, cuối cùng giao không lên thiên thạch, từ đồ ra theo quy định cũng chỉ có thể tịch thu hắn nộp lên 100 triệu tiền đặt cọc mà thôi hắn lục lân thì thua thiệt lớn. Tư đồ nhất niệm cũng có chút lo lắng, ánh mắt nhìn về phía căn thứ hai nhã các, tựa hồ nghĩ trưng cầu thoáng cái tư đồ ngạo ý tứ, tốt nhất để hắn phái người chứng thực một chút. Ha ha ha, ai ngờ tư đồ ngạo cười dài, âm thanh vang dội vang lên, lục hiền chất ngươi yên tâm, phòng đấu giá tuyệt đối công bằng công chính, cá nhân ta đảm bảo 5 năm số năm nhã các tuyệt đối có thể xuất ra nổi cái giá tiền này, mà lại. Trăm tỷ phía dưới cũng không có vấn đề gì tt một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên trăm tỷ cái này năm năm số năm bên trong người đang ngồi là ai chẳng lẽ là một cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng hay là đông hoàng đại lục siêu cấp thương nhân có thể đã có thể có được như thế thân gia vì sao ngồi tại tiểu nhã trong các chẳng lẽ là thiên hỏa tác giả y phiêu phiêu cũng có người đầu óc xoay chuyển tương đối nhanh nghĩ đến khả năng này dù sao có được trăm tỷ thân gia người tư đồ ra không có khả năng không cho hắn an bài ba tầng nhã các đáng tiếc nhã các bên trong người ngoại trừ chính hắn biểu lộ nguyên âm thanh bên ngoài, người bình thường là không có tư cách thu hoạch được tư liệu của hắn, tư đồ ra phương diện này làm rất tốt. Lục lân sợ, tư đồ ngạo ý tứ rất rõ ràng, người nếu là cùng 5 năm số năm nhã các bên trong máu người liều, hắn có thể liều chết ngươi. Mà lại kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cạnh tranh lúc, 5 năm số năm nhã các đột nhiên không ra giá. Vạn nhất lần này cũng là cố ý cố tình nâng giá đâu đem giá cả đặt lên 500 ức hắn không mua, lục lân liền muốn gặp trở ngại. Lục gia trưởng bối ngân lại lục lân lục vũ tiếp tục mở giá, bốn phía cũng triệt để trở nên an tĩnh, rốt cuộc không ai ra giá, từ đầu nhất niệm chờ dây lát, nói ra không có ra giá A3, 2, 1, tốt. Cái này từ hồn linh là thuộc về 5 năm số 5 nhã các đại nhân. Chờ chút, đột nhiên, 5 năm số 5 nhã các vị khách nhân kia lại lên tiếng. Hắn dừng một chút mở miệng nói, xin đem cái này tử hồn linh giúp ta chuyển giao cho nam cung gia vừa rồi kêu giá khinh linh tiểu thư, cũng giúp ta chuyển cáo nàng, ta, rất thưởng thức nàng, phốc, toàn trường một mảnh phốc cười, một chút đang uống trà khách nhân càng là toàn bộ phun tới, bị sặc đến liên thanh ho khan. Lời của hắn toàn trường đều có thể nghe được, nam cung gia nhã các bên trong tự nhiên cũng có thể nghe được, còn cần chuyển cáo đây không phải cởi quần đánh giám à. Một trận cười vang về sau, rất nhiều người đều giơ ngón tay cái lên, cái này 5 năm số năm khách nhân quá hào khí, tốn hao 200 ức mua một cái trí bảo lại vì tán gái vừa rồi nam cung gia vì tiểu thư kia rất thích cái này linh đang, cũng là cái thứ nhất ra giá, tất cả mọi người biết rõ, đoán chừng giờ phút này cũng bị cảm động đến mơ mơ hồ hồ a. À. Ô, ô Nam Cung ra nhã các bên trong, Linh đang tỷ hoàn toàn chính xác khóc đến mơ mơ hồ hồ, nàng cũng không phải là bởi vì cái này 200 ức chí bảo, mà là nàng biết rõ 5 năm số năm thân phận khách khứa. Khinh Linh cái tên này người bình thường cũng không biết rõ, dám ra 200 ức mua xuống tử hồn linh đưa cho nàng, còn dám trước mặt mọi người đùa giỡn nàng người, chỉ có Giang Giật. Giang Giật cùng Lục Lân sự tình, Linh đang tỉ toàn bộ biết rõ, bọn hắn bọn người thoát đi thiên lôi đảo nàng cũng biết, bất quá nàng không nghĩ tới giang giật tới thần tứ thành, đồng thời có thể có được như thế tài phú cách xù. Ừ, Nam Cung gia chủ Nam Cung Vân nghĩa nhướng mày, ánh mắt quét qua sau lưng Linh đang tỉ, hỏi, khinh Linh, cái này năm năm số năm nhã các người ngươi có thể nhận biết. Linh đang tỉ xoa xoa nước mắt, cuống quyết đứng lên cung kính trả lời, hồi gia chủ, không biết, vừa rồi khinh Linh chỉ là quá kích động, khinh Linh rất muốn đạt được cái này từ hồn Linh trễ trúc trả lại cho hắn. Nam Cung Vân Nghĩa lạnh lùng nói ra, Nam Cung gia sẽ không tùy tiện muốn người ta đổ vật, khinh linh ngươi cũng là vị vong nhân chi thân, không nên tùy tiện cùng Nam Tử có liên quan, miễn cho bại phôi Nam Cung gia thanh danh. Linh đang tỉ sắc mặt tối sầm lại, nhưng vẫn là rất cung kính chắp tay nói, khinh linh ghi nhớ gia chủ giáo huấn, chế trúc tự trả lại cho hắn. Lão đại, người quá hào sảng, cùng một thời gian 5 năm, năm số năm nhã các bên trong, tiền vạn quán bọn người bị kinh hãi, trước đó giang giật một mực tại tăng giá, tất cả mọi người không dám phát ra một điểm thanh âm, giờ phút này xác định, hắn mới mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn qua giang giật. Tiền vạn quán từ nhỏ sinh tại thương nhân nhà, đối đãi tiền tài thiên thạch rất là mẫn cảm, không có phong phú vốn liếng hắn hội cực độ không có cảm giác an toàn. Hắn đi theo giang giật, làm giang giật đại quản gia, tự nhiên nghĩ thay giang giật hảo hảo quản lý tài vụ. Lại không nghĩ rằng giang giật là cái bại gia tử, tiêu tiền như nước, tỷ như lần trước tựu đưa 100 triệu cho Hoàng Phủ Đào Thiên, lần này lại hao tốn 200 ức mua xuống một kiện trí bảo, vẫn là tặng người. Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng có chút đau lòng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, Linh đang tỉ đối giang giật cùng các nàng đều có ân, theo giang giật tính cách, đừng nói 200 ức, như Lục Lân dám tiếp tục tăng giá, hắn đem trăm tỷ thiên thạch đều đập xuống cũng sẽ không chớp mắt. Giang giật ngược lại là không thèm để ý chút nào, cười cười chỉ vào thủy tinh cầu nói ra tốt, chớ nói chuyện, nhìn xem tiếp xuống hai kiện trí bảo là cái gì bắt đầu xếp hạng thứ hai đếm ngược kiện trí bảo phía dưới tư đồ nhất niệm vung tay lên mấy tên người phục vụ dơ lên một kiện bảo vật đi lên kia bảo vật mềm lên vải đỏ hình thể có chút lớn bốn tên kim cương võ giả dơ lên đều nhìn có chút phí sức các loại bảo vật buông xuống về sau tư đồ nhất niệm nhẹ nhàng kéo một phát một cỗ cổ đồng màu sắc cổ xưa chiến xa suốt chúng mặt người trước nàng cũng nhẹ giọng giới thiệu đây là một cỗ chiến xa bị người phát hiện tại một chỗ di tích cổ bên trong cái này chiến xa đi qua nhà chúng ta dám bảo sư giám định, là một cỗ cấp cao nhất thiên thần chiến xa. Tốc độ có thể đạt tới thiên quân đỉnh phong, phía trên cấm chế phòng ngự có thể chống đỡ được 10 tên phổ thông thiên quân cường giả tối đỉnh toàn lực công kích 10 ngày 10 đêm. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nhà chúng ta dám bảo sư xác định, cái này thiên thần chiến xa chủ nhân là 50 vạn năm huyết đế không sai liền là một người quấy đến Đông Hoàng Đại Lục Long trời lở đất huyết đế, cái này chiến xa tại 50 vạn năm gọi huyết đế chiến xa. Huyết đế chiến xa đấu giá, giá quy định 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít 1 tỷ. Xoạt, toàn trường sôi trào, đây mới là thật chí bảo a, huyết đế uy danh hiển hách, toàn bộ thiên tinh giới nổi danh, năm đó cũng hoàn toàn chính xác huyên náo Đông Hoàng Đại Lục Long trời lở đất, còn cùng Vũ gia lão tổ khai chiến qua, đem Vũ gia đương thời tộc trưởng đánh cho thổ huyết, chiến lực có thể nói thông thiên về sau huyết đế bị đông hoàng cửu đế liên thủ công kích, trọng thương trốn xa, không còn xuất hiện, 50 vạn năm, cái này huyết đế chiến xa rốt cục hiện thế. Đồ tốt, Giang giật đôi mắt sáng lên, cái này chiến xa không chỉ tốc độ nhanh, lực phòng ngự kinh khủng, trọng yếu nhất chính là nổi danh. Có thể cưỡi dạng này chiến xa xuất hành, đây tuyệt đối là thân phận tượng trưng A. Đáng tiếc hắn điểm ấy thiên thạch khẳng định không đủ, coi như đủ hắn cũng không dám mua, nếu không chết như thế nào cũng không biết, thực lực của hắn thân phận địa vị căn bản không có tư cách cưới như thế đỉnh cấp chiến xa, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. 30 tỷ, lôi đình uy cái thứ nhất ra giá, khẳng định cái này chiến xa giá trị, cũng biểu lộ tất tranh chi tâm. chương 774, sinh mệnh chi châu, 35 tỷ, hoàng phủ kỳ cái thứ hai ra giá, huyết đế chiến xa kia là nhiễm đông hoàng cửu đế gia tộc tử đệ tiên huyết, có thể cưới cái này chiến xa, đây tuyệt đối là thân phận và địa vị biểu tượng, bọn hắn cũng rất cảm thấy vinh quang. 40 tỷ, khúc gia gia chủ ra giá, để phía dưới mọi người khóe miệng quất thẳng tới, cái này siêu cấp gia tộc gia chủ cạnh tranh là 50 ức 50 ức thêm, căn bản không đem thiên thạch xem như thiên thạch xem, tựa như từng cái con số. Bất quá nghĩ đến 13 nhà tộc, có được toàn bộ thần tứ bộ lạc, vào cái thành đều muốn thiên thạch, mỗi ngày gia tộc bọn họ ích lợi đều là số trời, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ gia tộc bọn họ công tử tiểu thư gia giá lại có cố kỵ, các gia tộc gia chủ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trần chờ lão tộc trưởng đều không quản sự, bọn hắn tại các gia tộc nhất ngôn cửu đình. 45 tỷ, Nam Cung gia gia chủ cũng ra giá, cứng nhắc cây nhiệt Nam Cung Vân Nghĩa cũng có như thế hào sảng thời khắc, hiển nhiên đối huyết đế chiến xa rất là coi trọng. Lôi đình uy lại ra giá, ngữ khí rất lạnh nhạt, giá cả cũng không có tăng lên quá nhiều, 500 ức. Xem ra muốn phá trăm tỷ, toàn trường ngừng thở, chuẩn bị lần nữa chứng kiến một lần lịch sử tính thời khắc, giang giật mấy người cũng thẻ lưỡi, đám này siêu cấp gia tộc gia chủ quá có tiền, tăng giá mỹ mắt đều không nháy mắt a, à, chỉ là trong chốc lát tựu giá cả tựu mang lên 80 tỷ. Món bảo vật này liền muốn quá ngàn ức, kia cuối cùng một kiện đâu chẳng lẽ cũng muốn quá ngàn ức. Rất nhiều người nghĩ tới là một cái vấn đề khác, đây là thứ hai đếm ngược kiện bảo vật, còn có cuối cùng một kiện áp trục trí bảo, kia xem tình huống tuyệt đối cũng muốn quá ngàn ức a, à, lần hội đấu giá này nhất định trong lịch sử lưu lại trùng điệp một khoản. Một nghìn ức, lôi đình uy trực tiếp nâng giá 200 ức, toàn trường yên tĩnh, tiếp tục liều xuống dưới không có ý nghĩa, Đánh đến cuối cùng là cho người bán kiếm lời, 13 nhà tộc đồng khí liên chi cũng không trở thành vì một cỗ chiến xa vạch mặt. "Chúc mừng lôi bá bá." Tư Đồ nhất niệm lời nói vang lên, xác định chiếc này hiếm thấy chân bảo thuộc về. Toàn trường người cũng toàn bộ đôi mắt nóng rực lên, chờ đợi cuối cùng một kiện bảo vật ra sân. Buổi đấu giá hôm nay thật sự là quá tâm kinh động phách, tiểu nữ từ thời khắc này cước đều có chút run, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá đi lên trước đó, xin cho nhất niệm nghỉ ngơi trước một hồi. Tư đồ nhất niệm vừa đúng trò đùa, để giữa sân bầu không khí có chút dễ dàng một chút, Giang giật cùng tiền vạn quán cũng hơi gật đầu, cái này tư đồ tiểu thư là một nhân tài A, à, có rất ít thiếu nữ có thể có nàng lớn như thế khí chàng, siêu cấp gia tộc tiểu thư xác thực bất phàm. Tốt, cho mời cuối cùng một kiện bảo vật lên đài, theo tư đồ nhất niệm một tiếng khẽ kêu, một tên Mỹ lệ thị nữ bưng lấy một cái hộp ngọc đi lên, hộp ngọc này là dùng thượng đẳng hoàng noãn ngọc chế tác mà thành, chỉ xem hộp ngọc này liền biết bên trong bảo vật khẳng định bất phàm. Từ đồ nhất niệm đôi mắt cũng biến thành nóng rực lên, một đôi thu thủy con ngươi nhìn chằm chằm hộp ngọc, tựa như nhìn xem tình lang của mình, nàng hít một hơi thật sâu nói, trong hộp đồ vật đối với nam nhân mà nói, không đáng một văn, nhưng đây là mỗi một nữ nhân tha thiết ước mơ trí bảo, coi như nhất niệm cũng từng ý đồ muốn cùng người bán thương lượng, có thể hay không không đấu giá, nhất niệm nguyện ý tốn 500 ức giá trên trời mua sắm. Nhưng gia phụ nói quy củ không thể phá hư, tộc pháp không thể phá, Tư đồ ra đấu giá hội có thể được đến nhiều người như vậy cổ động cùng hậu ái, cũng chính là quy củ hai chữ. Tư đồ tiểu thư một phen tình cảm giạt dào lời nói, để toàn trường càng hiếu kỳ, bên trong ngồi nữ tử đều hai con ngươi trở nên nóng rực lên, gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì trí bảo, có thể đáng 500 ức. Ha ha, tư đồ nhất niệm không tiếp tục tiếp tục thừa nước đục thả câu, ngọc thủ vung lên nói, không sai, món trí bảo này liền là sinh mệnh chi châu, là sinh mệnh chi thụ vạn năm mới kết một lần hạt châu. Hạt châu này tại thiên tinh giới tiếng tăm lừng lẫy, là sở hữu nữ tử khát vọng nhất đạt được trí bảo, bởi vì đem hạt châu này mang ở trên người, ngươi liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, coi như đến chết đều có thể bảo trì đẹp nhất dung nhan, còn có thể ít nhất kéo dài 200 năm thọ nguyên. Mặt khác, hạt châu này còn có một cái thần kỳ tác dụng, nó có thể làm cho thi thể người chết vĩnh viễn không mục nát. Giá bắt đầu viên này sinh mệnh chi châu, giá khởi điểm 10 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 tỷ. Wow, phòng đấu giá trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn, toàn trường sôi trào, sinh mệnh chi châu đại danh cơ bản người đều nghe nói qua, không nghĩ tới lần này lại có một viên sinh mệnh chi châu lấy ra đấu giá thứ này mỗi lần xuất hiện một viên, đều sẽ để siêu cấp gia tộc nữ tử điên cuồng. Nữ dùng vui mừng mình người làm vinh, thế giới này mặc dù rất nhiều nữ tử đồng dạng tu luyện, rất nhiều nữ tử cũng có được thực lực cường đại cùng địa vị. Nhưng tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành thế giới này vẫn là nam tử chủ đạo thế giới. Kẻ thống trị bên trong nam tử chiếm đa số, tỷ như 13 nhà tộc gia chủ đều là nam tử, nữ tử coi như thực lực mạnh hơn cuối cùng cũng sẽ lấy chồng. Phượng Minh đại lục kia là duy nhất tính là lịch sử hình thành, lại nói Phượng Minh đại lục nữ tử, không giống cũng khát vọng giúp vào cường đại nam tử trong ngực. Nữ tử đều chú trọng dung mạo của mình, bởi vì mỹ lệ dung mạo là các nàng tiền vốn. Nam nhân chinh phục thế giới giành được nữ nhân nữ nhân chinh phục nam nhân giành được thế giới. Muốn chinh phục nam nhân dung mạo là một kiện lợi khí, chỉ tiếc. Sát na phương hoa, hồng nhan chóng giả, lại đẹp đến mức nữ nhân cũng đánh không lại thời gian, làm ngươi trở nên già nua, làm ngươi làn da che kín nếp nhăn, coi như nam nhân của ngươi vẫn như cũ yêu tha thiết ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ lo lắng hội tự ti không phải nhi sinh mệnh chi châu có thể để ngươi vĩnh bảo thanh xuân, đến chết đều có thể bảo trì lúc tuổi còn trẻ đẹp nhất dung mạo, đôi này đợi nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Phượng Loan cùng Thanh Ngư hô hấp trở nên rồn dập lên, các nàng nghe nói qua sinh mệnh chi châu truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. Bất quá hai người đôi mắt thoáng cái ảm đạm xuống dưới, bởi vì hôm nay đấu giá hội nhiều như vậy danh môn tiểu thư ở đây, coi như Giang giật đem sở hữu thiên thạch đều nện vào đi cũng không đủ. Giang tiểu nô ngược lại là không quan trọng, nàng suy nghĩ đơn thuần không có suy nghĩ quá nhiều, Giang giật nhìn Phượng Loan hai người một chút, đắng chắc cười nói, Phượng Nhi, Thanh Ngư, như về sau có cơ hội, ta nhất định cho các người một người mua một viên sinh mệnh chi châu. đa tạ công tử. phượng loan ủ ấm cười một tiếng, vừa muốn nói gì, bên ngoài đột một truyền đến một tiếng vô cùng kiên định quát lớn âm thanh, cả kinh miệng nàng đều không khép lại được. một nghìn ức có người ra giá trực tiếp hô lên trăm tỷ giá cả. đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ra giá người, đúng là hoàng phủ đào thiên. toàn trường mộng nhìn qua cái kia đứng lên lưng như kiếm thanh niên tóc lục, rất nhiều mắt người bên trong đều là chấn kinh ngạc hoàng phủ đào thiên một đại nam nhân lại muốn đập sinh mệnh chi châu mà lại cái này kêu giá cũng quá mãnh liệt a à trực tiếp nâng lên trăm tỷ hắn điên rồi sao thì ra là thế giang giật hơi kinh hãi nội tâm bừng tỉnh đại ngộ hắn rốt cuộc biết vì sao hoàng phủ đào thiên nhân vật như vậy sẽ làm lên sơn vì tại sao lại đoạt nhiều như vậy thiên thạch nguyên lai là vì đấu giá sinh mệnh chi châu đoán chừng hắn hôm nay hồi trở lại thần tứ thành cũng là vì đấu giá cái này sinh mệnh chi châu a à nếu không theo tính cách của hắn Đời này không có thực lực tuyệt đối cũng không hội hồi trở lại thần tứ thành. Chỉ là không biết, hắn cạnh tranh sinh mệnh chi châu là cho hắn dùng, vẫn là cho hắn nữ nhân yêu mến dùng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều đại gia tộc tiểu thư kêu giá âm thanh đều tại bên miệng, đều toàn bộ nuốt xuống, như thế giá cả không có nhà bọn hắn chủ đồng ý ai dám kêu giá không nói trước các nàng không có nhiều như vậy thiên thạch, cho dù có ai dám đắc tội hoàng phủ đào thiên cái tên điên này. Có người dám, 1.010 ước lôi ra tiểu thư lôi tử hàm thanh âm vang lên, tựa như bình tĩnh trong hồ nước đập xuống tiến vào một viên cự thạch. Hoàng phủ đào thiên đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, đột nhiên ngẩng đầu hướng lôi ra nhã các nhìn lại, mặt giận dữ quát lớn nói, lôi tử hàm, ngươi là nhất định muốn cùng đối nghịch đến cùng A à ta hoàng phủ đào thiên hôm nay đem lời phóng nơi này, cho dù chết. Ta cũng không sẽ lấy ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. chương 775, lại là 5 năm số 5. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, vừa rồi mọi người tự xem lôi từ hàm ngữ khí không đúng tại cạnh tranh động tình lúc khắp nơi cùng hoàng phủ đào thiên đối nghịch cố tình nâng giá ngữ khí cũng giống là một cái bị phụ tâm u oán tiểu nữ nhân này khắc hoàng vừa đào thiên một câu điểm xuyên tình cảm thật sự chính là hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình a à. hừ lôi ra tiểu thư cũng không phải đèn đã cạn dầu cười lạnh nói hoàng phủ đào thiên ngươi không khỏi quá đem mình làm làm nhân vật hôn ước của chúng ta một tháng trước đã hủy bỏ bản tiểu thư đã sớm xem ngươi khó chịu một cái liền tổ tông đều có thể không muốn, bất trung bất hiếu bất nghĩa tay ăn chơi, cũng xứng được bản tiểu thư. Lôi tử hàm phản kích rất sắc bén, nhưng mọi người luôn có thể tại ngôn ngữ của nàng nghe được đến một tia chua chua hương vị. Cũng đại khái rõ ràng hai người ân oán, tình cảm là hai người trước kia có hôn ước trước đây giống như Hoàng Phủ Đào Thiên một mực bất mãn hôn ước này sau đó bởi vì phát sinh một chuyện nào đó. Hoàng Phủ Đào Thiên ngư phản Hoàng Phủ ra, lôi tử hàm tự hủy bỏ hôn ước giờ phút này ý đang trả thù. Hoàng phủ đào thiên không có phản bác, ánh mắt cũng thu hồi lại, quát lạnh nói, 110 tỷ, lôi tử hàm ngươi có thiên thạch cứ việc tăng giá. Một lần nâng giá 10 tỷ, Hoàng phủ đào thiên xem ra tại thần tứ hải cho tới rất nhiều thiên thạch A, à, lần này chuẩn bị đổ máu tới cung. Lôi tử hàm không có chút gì do dự tiếp tục tăng giá, 1.110 ức, mặt khác. Tư đồ bá bá, ta rất hoài nghi Hoàng phủ đào thiên có hay không nhiều như vậy thiên thạch, mời phái người kiểm tra thực hư thoáng cái. Lôi tử hàm yêu cầu rất hợp lý, Hoàng phủ Đào Thiên bị trục xuất Hoàng phủ ra, hôm nay còn trước mặt mọi người rơi xuống Hoàng phủ kỳ mặt mũi, Hoàng phủ ra chắc chắn sẽ không cho hắn duy trì, hắn một người một đao, một cái tay ăn chơi có thể có bao nhiêu thiên thạch. Tư đồ ra nhã các bên trong trầm mặc một hồi, tư đồ ngạo có chút áy náy thanh âm truyền đến, ngập trời, mặc dù ngươi người này tại ta tư đồ ngạo trong lòng có thể đáng một ngàn tỷ thiên thạch, nhưng quy củ vẫn là quy củ, hy vọng thông cảm, tư đồ hoành đi thăm dò nghiệm một cái đi. Tư đồ ngạo như thế thân phận, có thể đưa ra như thế đánh giá, hiển nhiên là thật rất coi trọng Hoàng Phủ Đào Thiên, cái sau cũng không nói cái gì, chờ tư đồ hoành đi tới, đem trong tay cổ thần nguyên trong nhẫn dấu ấn tinh thần tiêu trừ, đưa cho tư đồ hoành. Tư đồ hoành nhô ra thần thức, quét mắt mấy lần, mới gật đầu nói, Hoàng Phủ Công Tử kêu giá hoàn toàn phù hợp quy củ, có thể cạnh tranh. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng rất nhanh vang lên, 1.200 ức, lôi tử hàm tiếp tục. Hoa, toàn trường lần nữa bị dẫn nổ, thịnh huống như thế trăm năm khó gặp a à? đây mới là thật tiêu tiền như nước, đây mới là thật tùy hứng A, à, 10 tỷ 10 tỷ thêm, thấy rất nhiều lòng người kinh run rẩy hô hấp đều tựa như đình chỉ. Lôi tử hàm trầm mặc không biết cũng không dám ra giá, vẫn là bị ngăn lại, toàn trường cũng dần dần an tĩnh lại, chờ đợi sau cùng kết cục. Cái này mẹ nó quá có tiền, lúc nào ra cũng có thể dạng này tiêu xài một cái, đời này cũng liền đáng giá. Tiền vạn quán thấy toàn thân thịt mỡ loạn chiến, thổn thức không thôi, một lát sau hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nghi hoặc hỏi, a à lão đại cái kia thiên thiên công chúa làm sao không ra giá a à nàng nếu là ra giá có thể miểu sát toàn trường a mẹ nó vô tận biển sâu thiên thạch lấy không hết dùng mãi không cạn a à. đồ đần giang giật vỗ hắn cái ót mắng thiên thiên kia là yêu tộc hoàng tộc nhẹ nhóm có thể sống mấy ngàn năm nàng còn cần sinh mệnh chi châu mà lại yêu tộc hóa hình cơ hồ là bất lão người xem yêu hậu sống mấy ngàn năm không giống phong hoa tuyệt đại sao a à a à, cũng là tiền vạn quán sờ lên cái mũi yêu tộc mặc dù hóa hình bản thể vẫn là yêu, có thể tùy ý biến ảo hóa hình, kia thoạt nhìn là vĩnh viễn sẽ không lão. 1.200 ức, còn có cao hơn giá sao nếu không có. Cái này sinh mệnh chi châu tựu về ngập trời đại ca. Phía dưới tư đồ nhất niệm thanh âm vang lên, toàn trường càng thêm tĩnh lặng, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng có chút khẩn trương lên, trong tay áo nắm đấm có chút nắm lên, hiển nhiên giá tiền này đã là cực hạn của hắn. Ha ha, lôi ra nhã các bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo tuổi trẻ nam tử ý cười, lôi tử hàm không có lên tiếng lôi ra đệ nhất công tử lôi kỳ viêm mở miệng thao thiên huynh nghe nói ngươi tại thần tứ hải làm rất nhiều thiên thạch kỳ viêm bất tài gần nhất cũng làm một giao dịch nhỏ kiếm lời một chút thiên thạch như vậy đi cái này sinh mệnh chi châu tiểu muội rất muốn ta thay nàng ra giá một lần như thao thiên huynh còn có thể tăng giá sinh mệnh chi châu chúng ta lôi ra tự chắp tay nhường cho tốt hai ức hai nghìn ức huyết đế chiến xa đánh ra một ức giá cả kia chiến xa không chỉ có tốc độ dọa người lực phòng ngự cũng kinh khủng, trọng yếu nhất là huyết đế năm đó chiến xa, cái này sinh mệnh chi châu nhìn thần kỳ, nhưng ngoại trừ vĩnh bảo thanh xuân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, hiện một cái hạt châu lại có thể mua hai chiếc chiến xa. Đương nhiên huyết đế chiến xa là lôi đình uy bọn hắn không có liều mạng tình huống dưới, nếu không dùng 13 nhà tộc tài lực, thật muốn liều mạng mấy ngàn tỷ giá trên trời cũng rất có thể liều ra. Cái này rõ ràng đã không phải là đấu giá, mà là lôi ra tại cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đấu khí tranh mặt mũi. Hoàng phủ đào thiên thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt cũng biến thành xanh xám, hắn không có đi nhìn lôi ra nhã các, mà là cúi đầu xuống, hắn thẳng tắp như kiếm lưng thoáng cái trở nên còng xuống, tựa như giờ khác này đã mất đi linh hồn, trong thân thể của hắn để lộ ra tới tiêu sát chán trường khí tức, để rất nhiều nữ tử đều thấy đau lòng. Từ đồ nhất niệm đôi mắt tối sầm lại, từ đồ hoành vừa rồi đã truyền âm tới, hoàng phủ đào thiên chỉ có 130 tỷ thiên thạch, trên người hắn có ngụy thần khí, có trí bảo, nhưng theo quy củ là không thể thế chấp, trừ phi có người có thể mượn thiên thạch cho hắn bằng không hắn không thể đấu giá lại tăng giá toàn trường đều lặng lẽ nhìn qua cái kia còng xuống đi xuống bóng lưng khẽ thở dài một cái không có người nào lên tiếng dám mượn thiên thạch cho hắn hoàng phủ kỳ ngay tại phía trên hoàng phủ ra không có lên tiếng ai đi tự đòi không thú vị trọng yếu nhất chính là giờ phút này ai dám giúp hoàng phủ đào thiên vậy sẽ triệt để đắc tội lôi ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói thần tứ thành tứ đại gia tộc là bình khởi bình tọa nhưng theo cái này nhã các sắp xếp đi lên nói, lôi ra rất rõ ràng là thần tứ thành đệ nhất gia tộc, bởi vì hắn ra ngồi số một nhã các, tại tế thần nghi thức bên trên, cũng là lôi đình uy mở miệng, thiên thiên tiểu thư tới thời điểm, là lôi đình uy đại biểu 13 nhà tộc nghênh đón nàng. Lôi ra lão tộc trưởng được công nhận thần tứ bộ lạc thế hệ này người mạnh nhất, chỉ cần lôi ra lão tộc trưởng không chết, lôi ra liền là bộ lạc đệ nhất gia tộc, không thể tranh cãi đệ nhất. Thời gian từ từ trôi qua, Hoàng Phủ Đào Thiên Cõng càng ngày càng còng xuống, trên người tuyệt vọng khí thức càng ngày càng đậm, hắn song quyền nắm chặt, thấp trên mặt cơ bắp hoàn toàn biến hình, con mắt thật chặt nhắm lại. Hoàng Phủ Kỳ quyết tâm không giúp hắn, chuẩn bị cho hắn một bài học, toàn trường cũng một mảnh tĩnh lặng, từ đồ nhất niệm khe khẽ thở dài nói, hai nghìn ức, nhưng còn có người tăng giá nữa nếu không có, cái này sinh mệnh chi châu tựu về kỳ viêm đại ca tất cả. 3, 2, Hoàng Phủ Đào Thiên thân thể bắt đầu run rẩy, hắn có chút ngẩng đầu, thật sâu nhìn một cái sinh mệnh chi châu, sau đó quay người đi ra phía ngoài, trên mặt hắn không biểu lộ, hoàn toàn tĩnh nghịch, đều là tuyệt vọng. Chờ chút, đột nhiên, một thanh âm vang lên, xin hỏi, ta có thể hay không? Mượn 80 tỷ cho hoàng phủ công tử. Oanh, như trời nắng vang lên một đạo tiếng sét đánh, hoàng phủ Đào Thiên Lưng thoáng cái trở nên thẳng tắp, như kiếm đâm thẳng thương khung, một đôi mắt gắt gao khóa chặt lên tiếng nhã cát, bên trong tinh mang như rượu nhật trướng mắt. Ba ba bá, bá vô số ánh mắt đồng thời khóa chặt thanh âm đầu nguồn, lần nữa một mảnh ngạc nhiên. Lại là Năm năm số 5, chương 776, tên điên, lão đại ngươi điên rồi, tiền vạn quán đôi mắt trợn to, kinh hoàng truyền âm nói, hắn cũng không phải là đau lòng kia 80 tỷ thiên thạch, là bởi vì việc này tính chất quá nghiêm trọng, giữa sân nhiều như vậy đại gia tộc, nhiều như vậy cùng Hoàng Phủ Đào Thiên có giao tình công tử tiểu thư, vì sao không mượn thiên thạch cho hắn. Chính như tư đồ ngạo nói, Hoàng Phủ Đào Thiên người này liền đáng giá 1.000 tỷ thiên thạch, vì sao tại hắn khổ nhất khó khăn thời điểm, không ai mượn cơ hội giao hảo hắn cầm tới một ân huệ lớn bằng trời. Lôi kỳ viêm thật muốn dùng hai nghìn ức mua xuống sinh mệnh chi châu cho hắn muội muội hắn thật làm một giao dịch nhỏ kiếm lời hai nghìn ức cái này rất rõ ràng là lôi đình uy âm thầm thụ ý, muốn vì lôi ra tranh một hơi, muốn trả thù thoáng cái hoàng phủ đào thiên, muốn vãn hồi lôi ra mặt mũi. Ai dám mượn thiên thạch cho hoàng phủ đào thiên, cái kia chính là cùng lôi ra đối nghịch, trước mặt mọi người đánh lôi ra mặt. Giống như hôm nay lôi đình uy không tại, việc này còn có thể đều có thể nhỏ, lôi đình uy tại cái này, giang giật cử động lần này tuyệt đối sẽ để lôi ra trên mặt tối tăm, đắc tội thần tứ bộ lạc đệ nhất gia tộc, về sau ngươi còn có thể lăn lộn. Giang giật kỳ thật cũng tinh tường trong này đạo đạo, hắn bắt đầu không có lên tiếng cũng là bởi vì cố kỵ điểm này. Nhưng ở Hoàng Phủ Đào Thiên đứng dậy đi ra phía ngoài lúc, hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Đào Thiên mặt, cái này khiến hắn nhớ tới tự thân tao ngộ, năm đó hắn ngư phản thần võ quốc nghinh chiến lục đại thế lực đại quân lúc, đồng dạng cơ khổ bất lực, Giang Biệt Ly liền như là Hoàng Phủ Kỳ, chờ mắt nhìn, cái này khiến hắn có chút cảm động lây. Hắn không biết Hoàng Phủ Đào Thiên mua sinh mệnh Chi Châu làm gì, nhưng hắn đối Hoàng Phủ Đào Thiên tính cách rất thích, tựa như chính hắn, đồng dạng kiệt ngạo bất tuần, cùng loại người luôn luôn cùng chung chí hướng. Hôm nay giúp Hoàng Phủ Đào Thiên có lẽ sẽ đắc tội lôi ra, về sau lôi ra có thể hay không âm thầm bố cục giết hắn, hắn không biết. Hắn chỉ biết là, hôm nay hắn không xuất thủ, có lẽ sẽ hối hận cả một đời. Tuổi nhỏ không ngông cuồng, đó cùng gần đất xa trời lão đầu tử có gì khác biệt. Giang Vân Hải cũng đã nói, mọi chuyện chỉ cần tuân theo bản tâm, nhân sinh có thể phạm sai lầm, liền sợ ngươi không có phạm sai lầm dũng khí. Sở dĩ, hắn mở miệng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đợi chừng mười mấy hơi thở thời gian, tư đồ nhất niệm ánh mắt mới nhìn về phía tư đồ ngạo chỗ nhã các, nàng tiếp vào một cái truyền âm về sau, trả lời khẳng định nói, đương nhiên có thể. Theo phòng đấu giá quy củ, chỉ cần khách nhân có đầy đủ thiên thạch, liền có thể cạnh tranh. Xin hỏi 5 năm, năm số năm nhã các khách nhân, người nhất định phải mượn 80 tỷ cho Hoàng Phủ Công Tử. Ta xác định, Giang Giật rất khẳng định vỗ thủy tinh cầu truyền lời đạo, dừng một chút lại nói ra, vừa rồi của ta ba bức tranh vỗ ra 1.200 ức giá cả, khấu trừ nộp lên một thành phí thủ tục, ta còn có 1.080 ức. Cạnh tranh tử hồn linh hao tốn 200 ức, ta còn có 88 tỷ, nhất niệm tiểu thư không sai đi các ngươi có thể trực tiếp tại ta kia khấu trừ 80 tỷ, chuyển giao cho Hoàng Phủ Công Tử, mặt khác. Hoàng Phủ Công Tử, trước đó thiếu người ân tình thanh toán xong, thiên thạch về sau ngươi nhớ rõ đưa ta. Xoạt, Giang giật vứt xuống một viên tạp đạn, để toàn trường đều thổn thức không thôi, Năm năm số năm nhã các hôm nay xuất thủ hai lần cạnh tranh, đều để mọi người rất là chú ý. Nhất là đằng sau tốn hao 200 ức mua xuống tử hồn linh đưa cho Nam Cung gia tiểu thư, càng làm cho mọi người đối với hắn ấn tượng phá lệ khắc sâu. Lại không nghĩ rằng nay là thiên hỏa tác giả càng là dám mượn 80 tỷ cho Hoàng Phủ Đào Thiên không nói 80 tỷ nói mượn tự mượn, liền nói dám chịu lấy lôi ra áp lực mở miệng, phần này hào hùng cũng không có mấy người có thể so sánh, chỉ ít còn lại siêu cấp gia tộc công tử không dám mượn, không phải. Công tử, làm tốt lắm, Phượng Loan còn người nhất chuyển, giơ ngón tay cái lên, nàng trước hết nhất kịp phản ứng, minh bạch giang giật cử động lần này ẩn tàng thâm ý, mượn cơ hội biểu lộ thân phận dạng này liền xem như lục gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao một tên họa đế các gia đều sẽ tranh nhau chen lấn lôi kéo có quang minh chính đại thân phận người bình thường dám công khai trong thành làm loạn thần tứ thành bên trong quy củ còn muốn hay không hắn câu nói sau cùng cũng cho lôi ra bậc thang dưới cho thấy cũng không phải là muốn cùng lôi ra đối nghịch lạc lôi ra mặt mũi chỉ là thiếu hoàng phủ đào thiên ân tình thôi còn như đến cùng thiếu không nợ hoàng phủ đào thiên ân tình kia đã không trọng yếu lôi ra chỉ cần trên mặt mũi khá hơn một chút khẳng định không dám vạch mặt đối phó giang giật bọn người, dù sao vị này chính là họa đế. Bi thương tưởng niệm động tình ba bức tranh, coi như không có đạt tới họa đế trình độ, có thể đấu giá trăm tỷ giá cả, giang giật đã thành công đã chứng minh chính mình, coi như đông hoàng đại lục họa đế tranh, đoán chừng cũng chính là cái giá này. Tốt, hoàng phủ đào thiên quát khẽ một tiếng, hướng năm năm số năm nhã các chắp tay thật sâu thở dài về sau. Đột nhiên xoay người nói ta ra giá 2,001 ức. Toàn trường lại trầm mặc Ánh mắt nhìn về phía Lôi Gia Nhã Các, nhìn xem Lôi Kỳ Viêm sẽ hay không tiếp tục cố tình nâng giá. Lôi Kỳ Viêm không để cho mọi người thất vọng, còn em đại gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người lật lọng, hắn cười truyền lời ra, đã Đào Thiên huynh có quý nhân tương trợ, Kỳ Viêm như thế nào lại đoạt người vẻ đẹp cái này sinh mệnh chi châu là Đào Thiên huynh. Tư đồ nhất niệm cười, như hoa tươi nở rộ, đẹp đến mức lóa mắt, nàng hướng Lôi Gia Nhã Các cúi người chào thật sâu nói, Kỳ Viêm ca ca nhất ngôn cửu đỉnh, lòng dạ như biển nhất niệm bội phục vạn phần, nhưng còn có người ra giá 3, 2, 1, tốt, sinh mệnh chi châu là đào thiên ca ca tất cả, lần hội đấu giá này cũng viên mãn thành công. Hưu, tư đồ nhất niệm còn chưa nói xong, hoàng phủ đào thiên thân thể đột nhiên đằng không mà lên bắn thẳng đến đài cao, cầm trong tay một cái cổ thần nguyên giới ném cho tư đồ nhất niệm, tiếp lấy một cái theo thị nữ trong tay đoạt lấy hộp ngọc từ từ mở ra. Khi hắn nhìn thấy trong hộp ngọc có một cái tản ra lục sắc nhu hòa quang mang hạt châu về sau, lại lệ rơi đầy mặt. Ông! hắn một cái tay khác cổ thần nguyên trong nhẫn sáng lên, một cỗ to lớn trong suốt ngọc thạch quan tài ra trên đài cao, cái này quan tài rất thần kỳ, toàn bộ trong suốt, giống như là thủy tinh ngưng tạo mà thành, phía trên có nhàn nhạt phù văn lấp lánh, hiển nhiên cũng là một kiện dị bảo. Ngọc quan là phong bế, đáy quan tài nằm một cỗ nữ thi, kia là một cái thanh lệ thiếu nữ, khuôn mặt không tính là tuyệt mỹ, nhưng có một cỗ tiểu gia bích ngọc khí chất, sở dĩ nói là nữ thi, bởi vì nữ tử này sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, vừa nhìn liền biết đã chết đi đã lâu. Toàn trường mộng, từ đồ nhất niệm cũng nói không nổi nữa, nàng nhìn thoáng qua trong quan tài ngọc nữ thi, không đành lòng quay mặt qua chỗ khác. Hoàng phủ đào thiên tốn 2.000 ước mua được sinh mệnh chi châu, đúng là cho một cỗ nữ thi dùng chính là vì để thi thể không mục nát giang giật cùng phượng loan bọn người toàn thân chấn động, ngây ra như phỗng. Trước đó tiền vạn quán nghe được một chút lời đồn đại, nói là Hoàng Phủ Đào Thiên vì một cái nữ tử không tiếc cùng cha của hắn khai chiến, Cuối cùng trọng thương Hoàng phủ ra mấy chục người giết ra thần tứ thành, sau đó một người một đao đi thần tứ hải làm sơn phỉ, chặn giết các đại thương hội thiên cơ thuyền, đạt được cách sủ thiên thạch, lại là vì mua sinh mệnh chi châu, vì để cho nữ tử này thi thể. Không mục nát, tên điên, toàn trường người trong đầu đều hiện lên hai chữ, trên đài cao Hoàng phủ Đào Thiên lại không lọt vào mắt mọi người, trong mắt đều là Si Tình, nhìn chằm chằm trong quan tài ngọc nữ tử ôn nhu nở nụ cười. Hắn một tay nguyên lực lấp lánh vỗ ngọc quan kiên nắp quan tài trượt xuống một bên hắn quỳ một chân xuống đất một tay bắt lấy cổ quan một tay cầm sinh mệnh chi châu chậm rãi hướng nữ thi trong miệng đưa đi cuối cùng đem hạt châu để vào nàng trong miệng hoàng phủ đào thiên trong mắt đã không còn rơi lệ ngược lại một mặt nụ cười sán lạn hắn thân thể đột nhiên tiến vào trong quan tài hôn lấy thoáng cái nữ thi cái chán sau đó duỗi ra một cái tay ôn nhu nhẹ vỗ về nữ thi mặt vô cùng kiên định nhìn qua nữ thi nói linh nhi sinh mệnh chi châu ta mua được thân thể của ngươi sẽ không mục nát ta hội cuối cùng cả đời cố gắng tu luyện, chờ ta phá toái hư không, bạch nhật phi thăng ngày, ta nhất định mang ngươi hội tiên giới tìm kiếm tiên dược, chờ ta. Linh Nhi, đời này nếu không thể phục sinh ngươi, Hoàng Phủ Đào Thiên Tựu giết tới cửu U Minh giới đi tìm ngươi. Âm vang hữu lực lời nói, vang vọng toàn trường, điếc tai phát hội, vang vọng thật lâu không ngừng. Chương này xóa lại viết, viết lại xóa, để đại gia đợi lâu, hôm nay chương 4 nhất định phải có, các huynh đệ tỉ muội đêm Giáng sinh khoái hoạt chương 777, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tích đáp, tí tách, Phượng Loan cùng Thanh Ngư, Giang Tiểu Nô ba người nước mắt theo gương mặt trượt xuống, đánh vào gỗ lim trên ghế phát ra thanh âm thanh thúy, phía dưới rất nhiều nữ tử cũng khóc, từ đổ nhất niệm mượt mà bả vai co rúm không thôi, khóc không thành tiếng. Hoàng Phủ Đào Thiên sau khi nói xong nhẹ nhàng đem ngọc quan đắp lên, nguyên lực rót vào trong quan tài ngọc, ngọc quan bên trên phủ văn lấp lánh, nắp quan tài hoàn toàn khép lại, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng đem Ngọc Quan để vào cổ thần nguyên trong nhẫn, sau đó đứng lên, nhanh chân đi ra phía ngoài, bước chân trầm ổn, đi lại sinh phong. Hắn củ ấu rõ ràng trên mặt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt kiên định mà tự tin, một đầu tóc lục nhẹ nhàng phiêu diêu, để rất nhiều nữ tử nhìn qua ánh mắt của hắn đều là cực nóng, rất nhiều tuổi trẻ nam tử cũng khe khẽ thở dài, tự ti mặc cảm. Hắn không còn có xem năm năm số nam nhã các một chút, thậm chí chẳng hề nói một câu, đi thẳng ra khỏi phòng đấu giá, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Lão đại, tiền vạn quán có chút cuống lên, cái này hoàng phủ đào thiên một câu không có, chẳng lẽ 80 tỷ thiên thạch trôi theo dòng nước hắn nếu là trở lại thần tứ hải bên trong, về sau bọn hắn đi cái nào muốn thiên thạch đây cũng quá không chính cống đi ít nhất cũng phải ở trước mặt nói tiếng cảm ơn, nói thiên thạch về sau còn giang giật đi. Ha ha, giang giật khoát tay áo, ra hiệu tiền vạn quán không cần nhiều lời, hoàng phủ đào thiên tính cách thật cùng hắn quá giống, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, 80 tỷ thiên thạch, thời khắc mấu chốt cứu mạng như tới nói cảm ơn vậy liền quá làm kiêu, về sau hắn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem thiên thạch trả lại đi. Kỳ thật chẳng phải giang giật cũng cảm thấy không quan trọng, hắn còn có 8 tỷ thiên thạch, đủ tiêu xài rất lâu, hắn người này một mực dạng này, muốn làm sự tình liền đi làm, còn như kết quả không đi quản, trời sập lại nói. Tốt, lần hội đấu giá này như vậy kết thúc mỹ mãn, tối nay đối với nhất niệm tới nói, đời này đều khó mà quên, có thể cùng chư vị cùng một chỗ chứng kiến đủ để ghi vào lịch sử một đêm, nhất niệm rất cảm thấy vinh hạnh, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội lần nữa chủ trì đấu giá hội, cũng hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy chư vị. Từ đồ nhất niệm hơi có chút phát run thanh âm vang lên, nàng hai tay khoanh tại bụng dưới, thật sâu cúi đầu, tuyên cáo lần đấu giá này hội kết thúc. Từ đồ ra phòng đấu giá các quản sự cũng bắt đầu chia đừng tìm cạnh tranh khách nhân kết toán, đem bán đấu giá thiên thạch kết toán cho người bán. Giang giật chỗ nhã các cấm chế này thời gian mũi nhọn lấp lánh, tại tiền vạn quán quan bế nhã các bên trong cấm chế về sau, bên ngoài truyền đến một đạo nho nhã lễ độ tuổi trẻ thanh âm, các vị đại nhân, các người tốt, tại hạ tư đồ nhất tiếu, phụng gia cha tư đồ ngạo chi mệnh, chuyên tới để cùng chư vị kết toán lần này đấu giá. Tư đồ nhất tiếu, Giang giật cùng tiền vạn quán liếc nhau, ám đạo tư đồ ra thật nể tình, lại phái nhà bọn hắn đệ nhất công tử tự thân lên môn kết toán tiền vạn quán nhìn Giang giật một chút, cái sau đế cung lấp lánh đem Phượng Loan bọn người thu vào về sau, hắn lúc này mới hướng tiền vạn quán nhẹ gật đầu truyền âm nói, vạn quán, ngươi giả mạo là y phiêu phiêu đi, ta cùng kim giao là hộ vệ của ngươi. Lão đại, cái này, tiền vạn quán thoáng cái vẻ mặt cầu xin, giang giật cái này quá độc ác, lại đem hắn đẩy lên tiền đài hắn quỷ này bộ dáng nào giống là có thể vẽ ra như thế đẹp diệu thiên vẽ kỳ tài đơn giản như cái đồ phu A. À. Đừng nói nhảm, ta như vậy tự có sắp xếp của ta, trở về lại cùng ngươi giải thích. Giang giật hung hăng trừng tiền vạn quán một chút truyền âm nói, cái sau chỉ có thể mặt mũi tràn đầy u oán quát khẽ, một tiếu công tử mời đến đi. Đại môn từ từ mở ra, từ đồ hoành mang theo một tên công tử văn nhã đi đến, công tử kia một thân bạch bào, búi tóc trải vuốt đến đâu vào đấy, toàn thân lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, trên mặt giống như cười mà không phải cười, làm người ta như mộc xuân phong. Tại hạ tư đồ hoành, phòng đấu giá quản sự, vị này là nhà chúng ta đệ nhất công tử tư đồ nhất tiếu, nghe nói ta muốn đi qua kết toán, cố ý tự mình tới kết giao thoáng cái các vị đại nhân. Tư đồ hoành nhìn lướt qua, phát hiện thân thể mập mạp tiền vạn quán thế mà ngồi bên cạnh hai người lại đứng đấy, mặc dù tiền vạn quán dùng huyễn thạch, còn cần dịch hình đan cải biến bề ngoài, nhưng này mập mạp thân thể không có khả năng hoàn toàn cải biến, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, tiền vạn quán chính là cầm thiên họa đi bán đấu giá người kia, lại không nghĩ rằng lại là chính chủ. Hắn hướng ba người đều khách khí chắp tay, nịnh nọt cười một tiếng, nhưng người giới thiệu tư đồ nhất tiếu, cái sau mỉm cười, ra hiệu tư đồ hoành mở ra gian phòng cấm chế, lúc này mới chắp tay nói, cười một tiếng gặp qua ba vị, xin thứ cho cười một tiếng mạo muội đến đây, thật sự là phi thường nghĩ kết giao y phiêu phiêu đại sư, 600 bước núi lửa phun trào đồ cùng ba bước kỳ tranh để cười một tiếng kiến thức cái gì gọi là thiên tài kỳ nhân, hôm nay cười một tiếng có thể gặp đại sư một mặt, đời này chết cũng không tiếc vậy. Giang giật không nói chuyện, kim giao lại không dám nói chuyện, tiền vạn quán ngồi như châm đẹp, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng trầm giọng nói ra, một tiếu công tử khách khí, có thể kiến thức đến tư đồ gia đệ nhất công tử phong phạm, tại hạ cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Tư đồ nhất tiếu cùng tư đồ hoành liếc nhau, không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp thật là y phiêu phiêu. Bất quá vừa rồi lên tiếng người, một mực dùng cấm chế cải biến thanh âm, ai cũng không biết là ba người bọn họ bên trong ai là chính chủ, đã cái này tiểu mập mạp chính mình thừa nhận, tư đồ nhất tiếu cũng quyết định hắn, lần nữa thở dài nói, đại sư quá khen rồi, có thể kết giao đại sư loại nhân vật này, mới là cười một tiếng vinh hạnh. Lần này tới là phụng gia cha chi lệnh, đưa một tấm lệnh bài tới, đây là tứ đại gia tộc liên hợp phát ra lệnh bài, có được lệnh bài này có thể trong thành miễn thuế, tại tứ đại gia tộc thương hội bên trong đều có thể nửa gấp mua sắm, đồng thời trong đêm tùy tiện ra vào thần tứ thành, thậm chí ra khỏi thành cũng không có vấn đề gì. Đây là tứ đại gia tộc vinh dự lệnh bài, chỉ có có được thân phận đặc thù người mới sẽ được ban cho cho lệnh bài này cũng là gia phụ trưng cầu qua lôi bá bá, nam cung bá bá, hoàng phủ bá, bá bá bọn hắn sau khi đồng ý phát ra, mời đại sư cần phải nhận lấy, đây là tứ đại gia tộc một điểm thành ý, tứ đại gia tộc rất nguyện ý kết giao đại sư nhân vật như vậy. Mặt khác, lệnh bài này sẽ không gánh chịu bất luận cái gì nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Ê, tiền vạn quán khẽ giật mình, hướng giang giật nhìn một cái, còn tốt rất nhanh kịp phản ứng, lại hướng kim giao nhìn một cái, giang giật mặt không biểu tình, nhưng không lưu ngân dấu vết nháy một cái con mắt, tiền vạn quán lập tức ngầm hiểu, liền vội vàng đứng lên tiếp nhận lệnh bài nói, tư đồ gia chủ quá khách khí, ngày khác nhất định đến nhà bái tạ tư đồ gia chủ hậu ái. Tốt, cười một tiếng cùng phụ thân tại tư đồ phủ, xin đợi đại sư đại giá Quang Lâm. Tư đồ nhất tiếu khẽ không người, cáo từ, hôm nay mục đích đã đạt đến, bên này cũng thu nhân tình này. Mời chào việc này không vội vàng được, mạo muội đưa ra muốn bọn hắn gia nhập tư đồ gia, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, tư đồ nhất tiếu có thể trở thành tư đồ gia đệ nhất công tử, không chỉ có riêng là dựa vào phụ thân của hắn, năng lực bản thân cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Từ đồ hoành lưu lại cùng tiền vạn quán kết toán, từ đồ ra cũng không có thêm tính toán thiên thạch cho tiền vạn quán, dù sao tấm lệnh bài kia so bao nhiêu thiên thạch đều đáng tiền, kia là thân phận tượng trưng, có lệnh bài này giang giật bọn người thân phận tại thần tứ thành hoàn toàn khác biệt. Từ đồ ra cũng đang bày tỏ một loại nào đó tiềm ẩn ý tứ từ đồ ra có thể phù hộ bọn hắn, có lệnh bài này lôi ra trong thời gian ngắn khẳng định không dám động thủ, còn như lục gia cũng sẽ không làm quá rõ ràng. Kết toán 8 tỷ thiên thạch, còn được đến một tấm lệnh bài, giang giật bọn người có thể mua sắm thần khớp đan rất lâu, mọi người vừa lòng thỏa ý chuẩn bị rời đi. Đợi một hồi, chờ sau đó mặt người toàn bộ rời sân về sau, ba người đứng dậy rời đi. Giang giật cùng Kim Giao đi theo tiền vạn quán sau lưng đi ra phòng đấu giá, tại lầu một phát hiện cũng không có người đặc biệt chú ý bọn hắn, ba người có chút giải sầu. Nào biết đi ra ngoài cửa lớn, ba người lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, người kia quá để người chú ý, mái tóc màu xanh lục phi thường dễ thấy. Hoàng phủ đào thiên như một cái như tiêu thương đứng ở ngoài cửa, nhìn không chắc mắt, mặt không biểu tình, nhưng ở giang giật ba người đi tới cửa về sau, hắn đột nhiên một gối quỳ xuống quát khẽ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hoàng phủ đào thiên cũng không định tạ, nguyện vì nô mười năm báo đáp đại ân. chương 778, làm ồn ào cũng tốt. Từ đồ thương hội bên ngoài liền là thần tứ quảng trường, rất nhiều người cũng một mực tại quảng trường dừng lại, muốn nhìn một chút hoàng phủ đào thiên tại cái này đứng đấy ý muốn như thế nào sở dĩ vì hắn quỳ xuống quát khẽ về sau, bốn phía lập tức một mảnh nguyên náo, rất nhiều người hướng Giang giật tiền vạn quán ba người quét tới, cũng hai mắt lập tức sáng lên. Bên ngoài còn có một số vào đấu giá hội khách nhân, hoàng phủ đào thiên sự tình bọn hắn đều tin tưởng như vậy trước mắt cái này tiểu mập mạp thân phận tự vô cùng sống động thiên hỏa tác giả, mượn 80 tỷ cho hoàng phủ đào thiên người. Giang giật mấy người cũng bị hù dọa, ba người đều dùng dịch hình đan cải biến hình thể lại dùng nguyễn nguyệt thạch cải biến diện mạo vừa rồi một mực dùng cấm chế cải biến thanh âm hoàng phủ đào thiên làm sao lại thoáng cái nhận ra ba người giang giật hướng hoàng phủ đào thiên nhìn thoáng qua gặp hắn khẽ ngẩng đầu nhìn chính mình một chút ánh mắt kia phá lệ sắc bén tựa hồ xem thấu hết thảy hắn sững sờ về sau lập tức truyền âm cho tiền vạn quán cái sau túm chảnh chứ mở miệng nói hoàng phủ đào thiên đứng lên đi theo chúng ta đi người ở đây thêm nhãn tạp không nên nhiều lời chỉ có thể về trước viện tử lại nói, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng không nói gì thêm đứng dậy cung kính chắp tay, trầm mặc đi theo mọi người sau lưng. Tiền vạn quán hở hướng hướng bốn phía quét qua, mang theo bốn người nghênh ngang hướng chỗ ở đi đến, hắn không tiếp tục đi thay đổi trang phục, ẩn tàng hành tung gì gì đó, bởi vì khắp nơi đều là thám tử, qua tối nay tư liệu của bọn hắn cũng sẽ ra đại gia tộc trong tay, giấu kín hành tung đã không có cần thiết. Các loại chờ giang giật bọn người biến mất tại trong quảng trường, hướng nam thành khu đi đến về sau, toàn bộ thần tứ đều một mảnh nguyên náo, Hoàng Phủ Đào Thiên lại muốn cho y phiêu phiêu đại sư làm nô 10 năm. Trong quảng trường giờ phút này khắp nơi đều là đang đàm luận vừa rồi đấu giá hội rầm rộ, y phiêu phiêu ba chữ to truyền khắp cả tòa thần tứ thành, Hoàng Phủ Đào Thiên làm một cái chết đi nữ tử tốn hao 2.000 ước mua sắm sinh mệnh chi châu, còn có chiếc kia huyết đế chiến xa cũng trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Tối nay thần tứ thành không có cấm đi lại ban đêm, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ trong thành đàm luận cả đêm cái gì cái kia phản nghịch con lại muốn cho nhân ra đi làm nô lệ. Hoàng Phủ Kỳ vừa mới trở lại thư phòng của mình liền nghe đến truyền báo, lập tức giận tím mặt, nắm lên trên bàn sách một cái đắt đỏ đồ sứ tự hung hăng một đập. Tối nay Hoàng Phủ Đào Thiên có thể nói đại suất danh tiếng, trái lại Hoàng Phủ ra mặt cũng mất hết, cái này về sau mấy năm sợ là Hoàng Phủ gia đều sẽ trở thành người khác trong lúc nói chuyện với nhau chê cười. Hoàng Phủ Đào Thiên bị trục xuất Hoàng Phủ ra lúc đầu chỉ là một vài gia tộc lớn biết rõ, nhưng tế thần thời điểm, Hắn nghe trước hàng mấy chục, mấy trăm vạn người nói cùng hoàng phủ gia không còn có quan hệ, việc này khẳng định cũng giấu diếm không ở. Đấu giá hội tối hậu quan đầu hoàng phủ kỳ không có lên tiếng giúp hắn, liền là trong lòng có khí, muốn cho cái này ngỗ nghịch con minh bạch một cái đạo lý, rời đi hoàng phủ ra. Hắn chẳng phải là cái gì? Không nghĩ tới cuối cùng thiên họa tác giả cho mượn 80 tỷ thiên thạch cho hắn. Hoàng Phủ Đào Thiên cái này phản nghịch con hiện lại muốn cho nhân gia làm nô 10 năm còn ân vẫn là trước mặt mọi người nói, người nói Hoàng Phủ Kỳ làm sao không giận. Phanh phanh phanh, càng nghĩ càng nổi giận, Hoàng Phủ Kỳ đem trong thư phòng rất nhiều quý báu đổ sứ nhất thống đập loạn, đợi chừng thời gian một nén nhang mới khôi phục bình tĩnh. Hắn rất là mệt mỏi ngồi tại sư trong ghế, ánh mắt lộ ra thống khổ cùng vẻ ái náy, một hồi lâu sau mới phất tay lệnh, làm nói, ảnh tử, người đi xem lấy điểm, cái kia y phiêu phiêu thế nhưng là đắc tội lục ra cùng lôi lão hổ, ngoài ra để cho người dám thị thoáng cái hai nhà, con của ta coi như muốn giết, cũng chỉ có thể ta đến giết. Tuân mệnh, thư phòng trong góc tường truyền đến một giọng già nua, tiếp lấy một trận luồng gió mát thổi qua, trong thư phòng bình tĩnh lại. Hoàng Phủ Kỳ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới khôi phục một chút tinh lực, vừa trầm uống thiên thiên tiểu thư ở nơi nào. Hưu, một vị lão giả lóe lên mà vào, chắp tay nói, hồi gia chủ, thiên thiên tiểu thư giờ phút này cùng tư đồ nhất niệm tiểu thư cùng một chỗ, nghe nói nhất niệm tiểu thư mời nàng đi tư đồ tiểu trúc ở một thời gian ngắn, thiên thiên tiểu thư đã đáp ứng. Hoàng Phủ Kỳ gật đầu nói, để Vân Nhi đi giao hảo một phen thiên thiên tiểu thư, vị này chính là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, nghe nói lão gia hỏa nhất là cương triều nàng. Trên tình báo nói thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác chỉ yêu yêu thiên thiên tiểu thư. Hắc y lão giả gật đầu trả lời, đi xuống đi, ta mệt mỏi. Hoàng Phủ Kỳ khoát tay áo, chờ lão giả xuống dưới về sau lúc này mới nhắm mắt lại thở phì phò lẩm bẩm nói nghịch tử a à, nghịch tử vì một nữ nhân ngươi liền cha cùng gia tộc đều có thể không muốn sao tức chết lão phu thành bắc khu lục gia chuyên môn trong đại viện một tên lục gia trưởng lão vội vàng đi tới lục gia gia chủ lục ly trong thư phòng sau khi thông báo nhanh chóng đi vào bẩm báo nói gia chủ lân công tử cùng vũ tiểu thư vừa rồi đều ra ngoài lục ly ngay tại thưởng thức trà đọc sách nghe được trưởng lão bẩm báo kỳ quái hỏi đi ra ngoài tựu ra ngoài vinh lão ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì vinh lão đắng chát cười nói gia chủ người cũng không phải không biết hai người thế nhưng là ngôi sao tai họa a à, lân công tử bị y phiêu phiêu như thế một làm khẳng định suy nghĩ biện pháp trả thù ha ha lục ly vẫn là không có nửa điểm để ý uống một ngụm trà nói bị người đánh mặt đi trả thù cái này rất bình thường a à, chẳng lẽ lục gia chúng ta mặt là ai đều có thể đánh ai vinh trưởng lão cuống lên liên thanh nói ra gia chủ người cũng không phải không biết từ đồ ra cho y phiêu phiêu một khối vinh dự lệnh bài A, mà lại Hoàng Phủ Đào Thiên giờ phút này cùng bọn hắn liền ở cùng nhau, Hoàng Phủ ra cái kia phản nghịch con tính cách cùng thực lực ngài hẳn phải biết. Vinh lão, Lục Ly đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, người cảm thấy Lân Nhi cùng Vũ Nhi có thể hay không đần độn tìm tới cửa nếu các nàng ngu xuẩn như vậy, vậy cũng không xứng làm Lục ra chúng ta con em, chết sớm sớm đầu thai tốt. Cái này hiển nhiên sẽ không, Vinh lão đều gấp đến độ lửa cháy đến nơi, dừng một chút nói, lân công tử cùng vũ tiểu thư là thẳng bôn lôi ra đại viện A, đoán chừng là đi tìm kỳ viêm công tử cùng tử hàm tiểu thư mưu đồ bí mật làm sao chút giật, chính vì vậy ta mới như thế lo lắng A, các nàng cũng đừng náo ra đại sự A. Sai, vinh lão, người sai, lục ly cười khẽ lắc đầu nói, chính vì vậy, ta mới không lo lắng, dù sao mọi thứ có lôi lão hổ ra người chịu lấy, xảy ra chuyện lôi lão hổ cũng sẽ ra mặt, không cần chúng ta lo lắng người trẻ tuổi. Phạm sai lầm không sợ, liền sợ các nàng không có dũng khí đi phạm sai lầm, không trải qua gặp chắc trở làm sao có thể trưởng thành như lần này giao phong thắng lục ra có thể mọc mặt, như thua. Các nàng cũng có thể hấp thủ giáo huấn trưởng thành không phải vinh lão chúng ta lúc trước không phải cũng là như thế tới sao. Ây, vinh lão bị lục ly nói đến á khẩu không trả lời được, trầm mặc suy tư một lát, hắn cười khổ thở dài nói, vẫn là gia chủ nghĩ chu đáo, không sai, vạn sự có lôi lão hổ chịu lấy, Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem kỳ viêm công tử cùng tử hàm tiểu thư xảy ra chuyện, ta đây là quan tâm sẽ bị loạn a. À. Yên tâm đi, thành nội không đánh được, lôi lão hổ cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn làm loạn, quy củ vẫn là nên. Lục Ly khoát tay áo nói, các nàng trong thành mặc các nàng đùa đi, nếu là ra khỏi thành, người dẫn người nhìn một chút, chỉ cần không chết là được, chuyện còn lại khác đừng lẫn vào. Vinh trưởng lão an tâm đi xuống, Lục Ly mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên rét lạnh. Đang đang sát khí nói ra, làm ồn ào cũng tốt, có thể đem hoàng phủ ra cùng lôi ra lôi xuống nước càng tốt hơn, nếu là lôi lão hổ cùng hoàng phủ lão quỷ liều mạng kia càng có ý tứ, y phiêu phiêu hừ. Ta mặc kệ ngươi là tên thật hay là giả tên, dám đánh chúng ta lục ra mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 779, gặp nhau hận muộn, Thần tứ thành, Nam thành khu, 1112 số viện tử. Tiền vạn quán mang theo mọi người tiến vào viện tử về sau, lập tức mở ra cấm chế bên ngoài rất nhiều trong ngõ nhỏ toát ra một chút trinh sát xem xét viện tử vài lần bắt đầu cùng phụ cận trong sân người lặng yên tiếp xúc chuẩn bị mua xuống viện tử bí mật giám thị giang giật tiến vào viện tử mở ra cấm chế nhắm mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tùy ý cảm ứng một phen xác định không có thần thức thò vào đến về sau hắn cười khổ mở to mắt nhìn qua hoàng phủ đào thiên nói hoàng phủ công tử ngươi làm sao xác định là ta đại sư hoàng phủ đào thiên không có đi xem tiền vạn quán ngược lại hướng giang giật chắp tay nói lần trước tại thần tứ hải thanh điều thương hội thiên cơ thuyền bên trên ta tự khóa chặt ngươi linh hồn khí tức để về sau có cơ hội hoàn lại gấp trăm lần ngươi cho ta mượn thiên thạch sở dĩ các ngươi vừa ra tới ta tự cảm ứng được linh hồn khí tức giang giật lần nữa cười khổ một tiếng hiếu kỳ hỏi coi như ngươi có thể khóa chặt linh hồn của ta khí tức ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta cho mượn ngươi 80 tỷ ha ha hoàng phủ đào thiên đùa cợt cười nói lúc ấy loại tình huống kia đại sư cho là người nào dám mượn thiên thạch cho ta ai lại dám đắc tội lôi lão hổ thần tứ hải ta gặp đại sư một mặt, ta trong cõi u minh có loại trực giác, nhất định là ngươi. Ách, Giang giật bó tay rồi, cảm giác tình hoàng vừa đào thiên là che a, à, hắn còn không đánh đã khai. Việc đã đến nước này Giang giật cũng không muốn đi nhiều lời, dừng một chút nói ra, hoàng phủ công tử, mượn ngươi 80 tỷ, là bởi vì ngươi ta đều là tính tình bên trong người, ta cũng thưởng thức tính cách của ngươi cùng si tình, chính như tư đồ ngạo nói tới công tử ngươi có thể đáng một ngàn tỷ, tiền đồ bất khả hạn lượng, ta không cho rằng ngươi về sau không trả nổi cái này 80 tỷ. Sở dĩ, ngươi không cần làm như thế tiện chính mình, làm nô 10 năm sự tình chớ có nhắc lại, tại hạ cũng không có tư cách làm hoàng phủ công tử loại này bất thế kỳ tài chủ tử. Hoàng phủ đào thiên cũng không có bởi vì giang giật tán dương mà có nửa điểm ý động, ngược lại thần sắc kiên định như sắt nói ra, đại sư, ngươi có ngươi đạo lý làm người, đào thiên có đào thiên xử sự nguyên tắc, 80 tỷ ta nhất định sẽ trả, làm nô 10 năm cũng không phải vì gán nợ, mà là vì báo ân. Có lẽ tại đại sư trong lòng, mượn 80 tỷ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Đào Thiên tới nói còn so ân cứu mạng, ta hoàng phủ Đào Thiên đỉnh thiên lập địa, có cửu báo cửu, có ân báo ân, như đại sư còn nhiều hơn nói, ta lập tức tử vấn, dĩ tạ đại sư. Cái này, Giang giật cùng tiền vạn quán kim giao, nhìn qua hoàng phủ Đào Thiên kia như đau gọt gương mặt, nhìn qua hắn kiên định như sắt ánh mắt, toàn bộ vì đó động dung, tốt một đầu thiết huyết chân hán tử, hoặc là nói xong một đầu bướng bỉnh con lừa. Tốt ha, Giang giật trầm tư thật lâu, lắc đầu thở dài nói, kêu hoàng phủ đại ca, ngươi theo ta 10 năm đi, đương nhiên, làm nô hai chữ đừng muốn nhắc lại, người ta huynh đệ tương xứng là đủ. Giang mỗ cũng không làm kiêu, giờ phút này ta đích xác cần hoàng phủ đại ca tương trợ. Nói Giang giật nguyên lực vận chuyển, để dịch hình đan dược hiệu biến mất, đồng thời huyễn nguyệt thạch cũng lấy xuống lộ ra diện mục thật sự, chắp tay nói, bởi vì một mực bị cử nhân truy sát, sở dĩ bất đắc dĩ giấu giếm chân diện mục, hy vọng Hoàng Phủ đại ca thứ lỗi. Ây, lần này đến phiên Hoàng Phủ đào thiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới giang giật càng như thế tuổi trẻ, so với hắn dòng dã nhỏ 78 tuổi A à, mặc dù vừa rồi giang giật thanh âm rất là tuổi trẻ, nhưng hắn bản năng coi là giang giật ít nhất là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, nhân, dù sao ba bước thiên hỏa hắn nhìn qua, không có trải qua quá nhiều mưa gió lịch duyệt cùng tình cảm, là không thể nào làm ra như thế rung động lòng người bức tranh. Tiền vạn quán cùng kim dao trên thân cũng chậm rãi biến ảo, lộ ra diện mạo như trước. Giang giật lựa chọn tin tưởng Hoàng Phủ Đào Thiên, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Giang giật. Dù sao mọi người giờ phút này giấu kín cũng không có quá nhiều cần thiết. Tại hạ bản danh Giang giật, đây là huynh đệ của ta Tiền vạn quán cùng kim dao. Giang giật không chỉ có biểu lộ diện mục thật sự, còn nói ra tên thật của mình. Hoàng Phủ Đào Thiên lần nữa khẽ giật mình, lập tức trong mắt tinh mang nổ bắn ra trầm giọng hỏi, giang giật thế nhưng là vì kia để tà ra kiếm ra công tử thất bại tan tác mà quay trở về, lệnh làm tứ đại siêu cấp gia tộc liên thủ truy sát, danh chấn đông hoàng đại lục giang giật. a, à, tiền vạn quán kinh dị nói tiếp, ta lão đại nổi danh như vậy. Ha ha ha, hoàng phủ đào thiên ngửa mặt lên trời cười dài nói, quả nhiên anh hùng suốt thiếu niên, vàng liền là vàng, ở đâu cũng sẽ không bị hạt cát che giấu, hoàng phủ đào thiên may mắn có thể kết thân chư vị, rất cảm thấy vinh hạnh. Ha ha ha, Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên liếc nhau, hai người lần nữa phát ra cười dài một tiếng, hai người đều lẫn nhau cảm giác đối phương là cùng một loại người, đã không cần quá nhiều ngôn ngữ, hai người bản năng sinh ra một loại cùng chung trí hướng cảm giác, tự tựa như bá nha gặp con kỳ, gặp nhau hận muộn. Đúng rồi, Hoàng Phủ Đào Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, những mày nói ra, Đại Sư, ân. Giang giật huynh đệ, một năm trước thế nhưng là ở tại thiên lôi thành ta nhớ được lục lân đoạn thời gian kia điên cuồng truy tra một cái gọi Giang ra, ngoại hiệu thương lang người hẳn là giang giật huynh đệ a à. giang giật gật đầu nói lục lân muốn cưỡng ép cưới muội muội ta thực lực của ta không được nếu không nhất định xử lý hắn ha 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 hoàng phủ đào thiên lần nữa cười dài hai tiếng nói lục lân tính là thứ gì có cơ hội ta tự mình ra tay giúp ngươi làm thịt hắn đừng nói hắn coi như lôi kỳ viêm dám lên môn ta cũng nhất định đánh gãy chân hắn giang giật huynh đệ yên tâm tại thần tứ thành ở có ta ở đây không người nào dám tìm tới cửa tứ đại gia tộc mặc dù phía sau bên trong nam đạo nữ sướng, nhưng mặt ngoài vẫn là rất coi trọng thanh danh, giảng cứu quy củ. Nam đạo nữ sướng, giang giật cùng tiền vạn quán liếc nhau, hai người trên trán đều là hắc tuyến, hoàng phủ đào thiên chính mình xuất thân hoàng phủ ra, lại nói tứ đại gia tộc như thế giờ bẩn bất quá có hoàng phủ đào thiên câu nói này, ba người ngược lại là có chút thở dài một hơi. Kỳ thật, hoàng phủ đào thiên dừng một chút, lại nói ra, giang giật huynh đệ danh dương toàn bộ thần tứ bộ lạc, đoán chừng không được bao lâu toàn bộ thiên tinh giới, y phiêu phiêu cái tên này đều sẽ tiếng tăm lừng lấy. Cái thân phận này không lợi dụng thật là đáng tiếc, Giang giật huynh đệ có thể đi cùng tứ đại gia tộc lá mặt lá trái một phen, mặt ngoài giao hảo, tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đương nhiên, nếu là Giang giật huynh đệ hữu tâm gia nhập nào đó một nhà, cũng không phải không thể, tứ đại gia tộc có tài nguyên vẫn là hùng hậu. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, nhìn qua Hoàng Phủ Đào Thiên nói, Hoàng Phủ Đại ca, ngươi cho là ta giống như là thích gia nhập gia tộc khác biến thành người khác chó săn người sao hoàng phủ đào thiên nhìn giang giật một chút gật đầu nói là ta lỡ lời chư vị tại cái này an tâm ở là được lôi lão hổ cùng lục ly chắc chắn sẽ không làm loạn còn như lục ly lôi kỳ viêm hai cái phế vật ta đến ứng phó là được chỉ cần không ra khỏi thành ai cũng không gây thương tổn được các ngươi một sợi lông tốt giang giật triệt để yên tâm lại hắn cần nhất chính là thời gian chỉ cần có thể tại thần tứ thành an nhàn ở lại không ai tìm phiền toái, hắn như thế nào lại đần độn ra khỏi thành đâu các loại chờ thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, hắn trực tiếp độn thiên mà đi, đi xa Đông Hoàng Đại Lục là đủ. Trong tay hắn đế cung xuất hiện, đem Phượng Loan ba người phóng ra, cười to nói, Phượng Nhi, Thanh Ngư, nhanh đi chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, ta muốn cùng Hoàng Phủ Đại ca nâng ly 300 chén. Uống rượu coi như xong đi, Hoàng Phủ Đào Thiên đắng chát lắc đầu nói, Linh Nhi chết về sau, ta tự kiêng rượu, ta thể Linh Nhi không phục sinh, không uống rượu. Linh Nhi, Giang giật sắc mặt yên tĩnh lại, nhìn một cái phượng loan Giang tiểu nô, dừng một chút hỏi, Hoàng Phủ Đại ca, nếu như thuận tiện, có thể hay không nói một chút Linh Nhi tiểu thư sự tình, nhìn xem đại gia có thể hay không cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Cắt cắt chương 780, Vương Hầu Tướng Lĩnh chẳng phải trời sinh. Linh Nhi, Hoàng Phủ Đào Thiên trong mắt thoáng cái lộ ra vẻ thống khổ, lặng lẽ đứng thẳng thật lâu, lúc này mới u u nói ra, Linh Nhi tên đầy đủ gọi đủ Linh Nhi, nàng xuất thân rất ti tiện là nhà chúng ta một cái hạ nhân nữ nhi cái kia hạ nhân vẫn là một cái quét rác mù loà mẫu thân của ta tại ta ba tuổi lúc liền chết ta nhìn tận mắt nàng tự sát là bị lão già kia bức tử sở dĩ ta từ nhỏ đã rất hận hoàng phủ gia cùng người của hoàng phủ gia không hợp nhau ta khi còn bé người yếu thêm bệnh bởi vì mẫu thân chết rồi lão già không thích ta sở dĩ ta thường xuyên bị khi phụ rất nhiều lần bị đánh đến mình đầy thương tích đều là một người yên lặng chữa thương 9 tuổi năm đó, theo tộc quy ta có được một tên thị nữ, cái kia chính là Linh Nhi, nàng khi đó chỉ có 5 tuổi, Linh Nhi mẫu thân cũng chết sớm, phụ thân hắn là cái mù lòa, cho gia tộc quét rác, hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nhiều lần ta bị đánh, Linh Nhi chữa thương cho ta, nàng cũng bởi vậy nhiều lần bị đánh, ta khi đó tự lập chí phải biến đổi đến mức cường đại, chỉ vì bảo hộ Linh Nhi. Giang giật nghe đến đó cùng Giang Tiểu nô lướt nhau, hai người đều đắng chát cười một tiếng, Hoàng phủ Đào Thiên cùng kinh nghiệm của hắn rất là cùng loại, giờ ở giữa giang giật cũng thường xuyên bị đánh, giang tiểu nô cũng thường xuyên liên lụy bị đánh, khác biệt chính là giang giật đan điền bị phong ấn, hoàng phủ Đào Thiên là một thiên tài mà thôi. Quả nhiên, hoàng phủ Đào Thiên tiếp tục nói ra, ta thiên tư rất không tệ, tốc độ tu luyện thật nhanh, 15 tuổi ta đã đạt đến kim cương cảnh, đem một đám khi dễ ta người đánh răng rơi đầy đất, 18 tuổi lúc ta đã đạt đến kim cương đỉnh phong, 20 tuổi ta đột phá thiên quân cảnh. 25 tuổi ta dung hợp ngũ tinh thượng giai đạo văn lôi quang điện ảnh, danh chấn toàn bộ thần tứ bộ lạc, lực áp 13 nhà tộc sở hữu thế hệ tuổi trẻ công tử tiểu thư. Ta đã từng đáp ứng Linh Nhi, chờ ta trở thành thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất lúc, ta tự nở mày nở mặt lấy nàng làm vợ, không nghĩ tới lão già tại ta bế quan kia 2 năm, cho ta định một mối hôn sự, các ngươi hẳn phải biết. Liền là lôi lão hổ nữ nhi, lôi tử hàm, ta tự nhiên không đồng ý, bởi vì ta cùng Linh Nhi đã mến nhau 5 năm, ta như thế cố gắng tu luyện, cũng là nghĩ có được tại Hoàng Phủ gia quyền lên tiếng, tốt cưới Linh Nhi. Ta cùng lão già đại xảo một trận, kiên quyết không đồng ý cùng lôi ra hôn sự, Linh Nhi cùng ta thanh mai trúc mã, đối ta tình thâm ý trọng ta làm sao có thể cô phụ nàng lão già giận tím mặt, đột nhiên để cho người ta đem Linh Nhi cùng cha nó trói lại, đưa đến một chỗ ẩn nấp địa phương tiềm ẩn. ga ta nói Linh Nhi không muốn chậm trễ của ta tiền đồ, đi xa tha hương. Ta điên cuồng tìm kiếm Linh Nhi, đạp biến toàn bộ thần tứ bộ lạc, nhưng không thu hoạch được gì, dòng dã tìm hai năm, cuối cùng tại lôi ra một cái khác viện tìm được nàng, nhưng nàng đã chết. Hai năm trước lão già lừa nàng nói, ta đã cùng lôi từ hàm thành hôn, cũng ngụy tạo rất nhiều chứng cứ, Linh Nhi hai năm này sầu não uất ức, bệnh nặng nằm trên giường không tầm thường, chờ ta tìm tới nàng lúc đã hương tiêu ngọc phấn. Nói nói, Hoàng Phủ Đào Thiên đã lệ rơi đầy mặt, Giang giật mấy người cũng cúi đầu thở dài, Phượng Loan ba người khóc không thành tiếng, nhất là Giang Tiểu Nô lặng lẽ nương đến Giang giật bên người, nắm chắc tay của hắn, thân thể mềm mại rung động không thôi. Cố sự rất bi tình, kỳ thật nói cho cùng cũng rất phổ biến, rất nhiều đại gia tộc đều sẽ xuất hiện loại này gậy đánh nguyên ương cố sự, đại gia tộc chú trọng mặt mũi, giảng cứu môn đang hộ đối, Hoàng Phủ Đào Thiên nếu là một cái bình thường công tử ca, có lẽ Hoàng Phủ gia sẽ không như thế, hết lần này tới lần khác hắn thiên tư quá nghịch thiên, gia tộc tự nhiên coi trọng. Nói cho cùng cũng là hắn quá si tình, quá bướng bỉnh, nếu chịu nhượng bộ coi như đem lôi từ hàm ở cung cấp, mặt khác đem đủ linh nhi cưới làm thiếp thất, bi kịch liền sẽ không phát sinh. Chuyện về sau không cần Hoàng Phủ Đào Thiên nói, đã rất rõ, hắn nổi giận trở về chất vấn Hoàng Phủ Kỳ, cũng cùng Hoàng Phủ ra khai chiến, cuối cùng ngưu phản Hoàng Phủ ra, đi thần tứ hải đoạt thiên thạch, chính là vì sinh mệnh chi châu. Nếu như là ta là Hoàng Phủ Đào Thiên, sẽ lấy lôi tử hàm sao? Giang giật để tay lên ngực tự hỏi, phát hiện nếu là hắn, cuối cùng cũng sẽ làm ra cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đồng dạng lựa chọn hắn u u thở dài, vỗ vỗ giang tiểu nô bả vai, lúc này mới nhìn qua Hoàng Phủ Đào Thiên nói ra, Hoàng Phủ Đại ca, ta không biết tiên giới có tồn tại hay không, nhưng đã huyền đế có thể phá toái hư không, bạch nhật phi thăng, ta nghĩ ngươi nhất định có thể. Nếu ta có thể quay về Đông Hoàng Đại Lục, có cơ hội tìm tới có thể cải tử hồi sinh tiên dược, cũng nhất định giúp ngươi làm một viên, phục sinh linh nhi tiểu thư. Hoàng Phủ Đào Thiên quay mặt qua chỗ khác, một lát sau tự quay đầu lại, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh hắn huyền đế có thể phá toái hư không, ta hoàng phủ đào thiên vì sao liền không thể. Đúng rồi, Giang giật nhớ tới hoàng phủ đào thiên mới vừa nói lời nói, rất là kỳ quái hỏi, hoàng phủ đại ca, người mới vừa nói ngũ tinh thượng giai đạo văn là có ý gì đạo văn còn phân mấy sao. Đương nhiên, hoàng phủ đào thiên gật đầu nói ra, hạ giai cùng chung giai đạo văn không phân, nhưng thượng giai đạo văn là có đẳng cấp phân chia, thượng giai đạo văn có thể trực tiếp cảm mộ, cũng có thể dung hợp, chín loại hạ giai đạo văn dung hợp ra thượng giai đạo văn uy lực có mạnh có yếu, thậm chí có thượng giai đạo văn căn bản chính là gân gà, đã không có cường đại công kích, phòng ngự cùng tốc độ, cũng không có đặc biệt công dụng, sở dĩ cường giả đem thượng giai đạo văn chia làm cửu tinh, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh tối cường, tỉ như lôi ra lão bất tử tựu dung hợp một cái thất tinh thượng giai đạo văn, công kích lực thần ban thưởng bộ lạc công nhận đệ nhất. Thì ra là thế, Giang giật âm thầm gật đầu, như thế rất dễ lý giải, thiên quân cường giả đồng dạng có mạnh có yếu, tỉ như Dương Đông cùng lãnh ra đồng dạng là trung giai thiên quân, nhưng chiến lược lại kém xa, cũng là bởi vì cảm ngộ đạo văn mạnh yếu không giống nhau. Thanh điều thương hội Thanh Long, mặc dù là thiên quân đỉnh phong, nhưng cảm ngộ đạo văn khẳng định không mạnh, hoặc là hắn căn bản cũng không có dung hợp thượng giai đạo văn, chỉ là cảm ngộ rất nhiều trung giai đạo văn. Đây là lượng cùng chất khác nhau, võ giả cảm ngộ ba cái hạ giai đạo văn, nguyên lực tu luyện ra liền là kim cương cường giả, nhưng cảm ngộ một cái trung giai đạo văn, giống nhau là kim cương cường giả, cái sau chiến lực khẳng định so cường giả nhiều. Lại tỷ như Giang giật cảm ngộ 10 cái hạ giai đạo văn, chờ hắn nguyên lực trên việc tu luyện đi, kỳ thật hắn cũng có thể tính toán làm thiên quân, nhưng hắn nếu là không có lôi hỏa, chiến lực tuyệt đối yếu đến đáng thương. Cảnh giới có thể đơn giản tăng lên, muốn tăng lên trên diện rộng chiến lực, còn được nhất định phải dung hợp đẳng cấp cao đạo văn, đạo văn dung hợp đến càng cao cấp hơn, chiến lực càng thêm mạnh mẽ thiên tinh đại lục nhân giai võ kỹ coi như cảm ngộ một vạn cái, cũng không bằng cảm ngộ một cái thiên giai võ kỹ võ giả cường đại, chính là cái đạo lý này. Không biết ta cái này thượng giai đạo văn dung hợp, có thể đánh giá là mấy sao? Giang giật rất là chờ mong, hắn cái này thượng giai đạo văn đã dung hợp 6 cái hạ giai đạo văn, giống như có thể đem còn lại ba cái hạ giai đạo văn dung hợp đi vào, liền có thể xem uy lực như thế nào. Hắn con ngươi nhất chuyển, hiếu kỳ hỏi, Hoàng Phủ Đại ca, đạo văn này là mấy sao làm sao phán định, bình thường thượng giai đạo văn đều là mấy sao A. À? Rất đơn giản A, à? Hoàng Phủ Đào Thiên trả lời, Nam Cung gia có cái siêu cấp cường đại diễn võ trường, người nếu là dung hợp thượng giai đạo văn có thể đi kiểm tra một chút, bất quá võ giả dung hợp thượng giai đạo văn bình thường đều là tam tinh trở xuống. Đúng rồi, Nam Cung gia còn có một chỗ công khai bí cảnh, nhưng mỗi lần tiến vào muốn một tỷ thiên thạch, còn có một canh giờ, có thể hay không có rõ ràng cảm mộ, tự xem người cơ duyên, Giang huynh đệ như muốn đi xem, ta có thể cùng ngươi đi. Bí cảnh, Giang giật tâm niệm vừa động, Lôi Sơn liền là một chỗ bí cảnh, hắn tại Lôi Sơn bên trong cảm ngộ cái này thượng giai đạo văn, nếu có thể vào bí cảnh bên trong có rõ ràng cảm ngộ, đem cái này thượng giai đạo văn triệt để dung hợp, vậy liền hoàn mỹ. Chương 781, Nam cung khinh linh, nâng lên Nam cung gia, Giang giật nhớ tới Linh Đăng tỷ, từ đầu đến cuối Linh Đang tỷ đều không có liên hệ hắn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng ra phòng đấu giá, Linh Đang tỷ hội truyền âm hoặc là để cho người ta truyền lời cho hắn, nhưng hắn không có thu được bất cứ tin tức gì tăng thêm hoàng phủ đào thiên sự tình hắn liền không có trên quảng trường chờ lâu giờ phút này nói lên hắn không chỉ có tò mò hỏi hoàng phủ đại ca người biết nam cung khinh linh sao nghe nói qua người này hoàng phủ đào thiên mày nhân lại nói ra tựa như là nam cung ra một vị tiểu thư cũng không tính nổi danh cũng không thế nào được sủng ái đi ta nhớ được tiểu thư này xuất giá rất nhiều năm giang huynh đệ ngươi hỏi cái này để làm gì đúng rồi ta nhớ được ngươi đập một cái tử hồn linh, giống như liền là đưa cho nàng. Đúng, Giang giật nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, trong sân cấm chế đột nhiên khẽ run lên, mọi người nhất thời hơi khẩn trương lên, Hoàng Phủ Đào Thiên lại không thèm để ý chút nào quan bế cấm chế, nhanh chân đi ra đi, nhìn thấy đứng ở phía ngoài một người, quát lạnh nói, chuyện gì? Hoàng Phủ Công Tử, người đến là một người tướng mạo phổ thông trung niên thiên quân võ giả, hắn có chút thở dài còn chưa lên tiếng, Hoàng Phủ Đào Thiên sắc mặt phát lạnh, ánh mắt hướng hai bên quét tới, đằng đằng sát khí quát khẽ phụ cận ẩn núp trinh sát cho ra nghe, các người dám thì tựu dám thị, khác đừng dùng linh tinh thần thức dò xét chủ nhân nhà ta, nếu không đừng trách ta không cho gia chủ của các ngươi mặt mũi. Oanh, hắn sau khi nói xong, đột nhiên đánh ra một trường, bên cạnh một cái viện vách tường lập tức nổ tung, viện kia cũng ẩm vang sụp đổ, một tên người áo đen thổ huyết bay ngược, bị gạch ngói xinh xinh chôn sống. Tê tê, Giang giật đem mọi người thu sạch đi vào, chính mình cũng khởi động huyễn nguyệt thạch, thần thức ló ra vừa vặn thấy cảnh này không nhịn được hít vào lạnh lẽo khí ám đạo hoàng phủ đào thiên quả nhiên là người điên dám trong thành động võ mặc dù không có giết người khẳng định sẽ kinh động thành vệ quân a quả nhiên nơi xa một đội thành vệ quân từ không trung bắn nhanh mà đến thật xa tự quát khẽ nói ai dám trong thành động võ muốn chết không thành ách gặp qua hoàng phủ công tử cái này đội thành vệ quân tiểu thống lĩnh là cái trung giai thiên quân thấy rõ ràng là hoàng phủ đào thiên sau trên mặt lập tức hiện ra đắng chất nụ cười bay thấp xuống tới ôm quyền nói công tử thành nội quy của ngươi hẳn phải biết đừng để chúng tiểu nhân khó làm a à. không có gì khó làm hoàng phủ đào thiên lãnh mâu quét qua người này bá đạo nói ra người này lung tung dùng thần thức dò xét chủ nhân nhà ta viện tử ta không có giết người đã tính toán rất cho các ngươi mặt mũi theo thành nội quy củ không phải loạn dò xét người khác viện tử a à đem người này mang về đi nếu các ngươi cảm thấy ta làm sai cũng có thể đem truy nã trở về không không sai Tiểu thống lĩnh khóe miệng giật một cái, nội tâm liên tục cười khổ, ai dám bắt hắn cái tên điên này a? À, nhớ năm đó thành vệ quân thống lĩnh chỗ thế nhưng là kém chút bị Hoàng Phủ Đào Thiên phá hủy, mà lại thành vệ quân đại thống lĩnh thế nhưng là người của Hoàng Phủ ra. Mấy tên thành vệ quân xông vào trong sân, đem tên kia bị nện choáng trinh sát mang ra ngoài, nhìn người nọ trên người có lục ra ám ký sau có chút thở dài một hơi, Hoàng Phủ Đào Thiên ngược lại là còn có chút nặng nhẹ, không có đem lôi ra hoặc là còn lại tam đại gia tộc trinh sát về đi, nếu không việc này khẳng định sẽ rất phiền phức. Không có việc gì các ngươi lui ra đi, Hoàng Phủ Đào Thiên nghiêu khí hống hống vung tay lên, kia tiểu thống lĩnh chỉ có thể dẫn người lui ra, hắn lúc này mới nhìn qua ngoài cửa trung niên thiên quân nói, ngươi có chuyện gì? Người này bị Hoàng Phủ Đào Thiên thấy thân thể run lên, vội vàng không dám nói nhảm, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính đưa cho hắn nói, tại hạ là Nam Cung ra ngoại môn quản sự Nam Cung đường. Phụng khinh linh tiểu thư chi mệnh đến đây lui về tử hồn linh, tiểu thư nói bảo vật này quá quý giá, nàng thẹn không dám thu, nam cung gia con em cũng không dễ dàng tiếp nhận nhân gia ân huệ. Bất quá áo đại sư thịnh tình, tiểu thư cảm động đến rơi nước mắt, nam cung gia cũng biểu thị cảm kích, khác. Gia chủ truyền lời tới, mời đại sư có thời gian đi nam cung gia làm khách, nam cung gia quét dọn giường chiếu dùng ninh. Ngoại môn quản sự chắp tay về sau trực tiếp rời đi, hoàng phủ đào thiên thu hồi hộp ngọc, lặng lẽ hướng bên cạnh mấy cái viện tử nhìn lướt qua, hừ hừ vài tiếng đi vào viện tử mở ra cấm chế giang giật lúc này mới đi ra tiếp nhận hắn đưa tới hộp ngọc mở ra nhìn thoáng qua lông mày nhíu lên kỳ quái thịt thào làm sao có thể linh đang tỉ làm sao có thể cự thu của ta lễ vật làm sao không có khả năng hoàng phủ đào thiên ngược lại kinh ngạc nói ra nam cung vân nghĩa tính cách cứng nhắc cay nghiệt nam cung gia gia giáo rất nghiêm nam cung khinh linh không thu lễ vật của ngươi rất bình thường a à, dù sao cái này từ hồn linh cũng không phải mấy vạn thiên thạch vật nhỏ càng là đại gia tộc càng sẽ không dễ dàng tiếp thu ngoại nhân ân huệ, nợ người nhân tình. Không, không phải, Giang giật lắc đầu, Linh đang tỉ quan hệ với hắn, Hoàng Phủ Đào Thiên không hiểu, nàng cũng tin tưởng Linh đang tỉ khẳng định biết rõ là hắn đưa, nàng sẽ chỉ cảm động rơi lệ, tuyệt đối sẽ không đem cái này Linh đang trả lại. Hơn nữa còn nói Nam Cung ra con em cũng không dễ dàng tiếp nhận nhân ra ân huệ cái này quá khách khí, tuyệt đối không phải Linh đang tỉ ngữ khí, hoặc là nói. Nàng có nỗi khổ tâm, xem ra có cơ hội đi Nam Cung ra làm khách một phen, gặp một lần Linh Đang Tỷ A. À. Giang giật âm thầm hạ quyết tâm, Linh Đang Tỷ hắn nhất định phải gặp một lần, nàng đem từ hồn Linh trả lại quá quỷ dị, thế mà không có tự mình tới, ngược lại phái một cái hạ nhân tới chẳng lẽ nàng có cái gì nỗi khổ tâm. Hoàng Phủ Đại Ca, hắn dừng một chút, cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nói ra, người có tin tức hay không con đường có thể hay không tìm hiểu thoáng cái trong thành tình huống, hai ta mắt bôi đen, luôn cảm giác có chút không thoải mái, còn có, Giống như có thể nói, đánh cho ta dò xét một chút nam cung khinh linh tin tức. Ừm, giao cho ta đi. Hoàng Phủ Đào Thiên gật đầu nói, nói thế nào tại cái này thần tứ thành ở hơn 20 năm, ta còn là có một ít con đường, các gia tộc động tính có thể đánh dò xét một chút ra. Hoàng Phủ Đào Thiên rất tự nhiên thay vào giang giật thủ hạ nhân vật, người như hắn nói một không hai, mặc dù giang giật khách khí, nhưng hắn đặt quyết tâm, cho giang giật làm nua 10 năm vậy tuyệt đối sẽ nói đến làm đến, coi như giang giật để hắn giết vào Hoàng Phủ ra, hắn cũng sẽ không có chút do dự. Các loại chờ Hoàng Phủ Đào Thiên sau khi rời khỏi đây, Giang giật đem tiền vạn quán bọn người phóng ra, mọi người thương nghị một phen, quyết định đi mua một cái đại trạch viện, để tiền vạn quán về sau giả mạo y phiêu phiêu ra ngoài kết giao tứ đại gia tộc, dù sao ai cũng không biết y phiêu phiêu là ai, tổng không có người để tiền vạn quán tại chỗ vẽ tranh A. Đồng thời công bố ra ngoài tiền vạn quán giả mạo thân phận, để Hoàng Phủ Đào Thiên mời chào một chút gia tướng, đem thân phận bày ở chỗ sáng. Dạng này lôi kỳ viêm lục lân muốn đối phó bọn hắn tổng ước lượng một chút, thần tứ thành bên trong không thể động võ, kia là quy củ, mấy chục vạn năm tới này quy củ cũng một mực không có bị đánh phá, chỉ ít không có người công khai làm loạn, giang giật bọn người có được bên ngoài thân phận về sau, đối phương hội càng cố kỵ. Có hoàng phủ đào thiên tại, bình thường người nghi ám lấy đến cũng không có khả năng, hoàng phủ ra mặc dù nhìn rất là tuyệt tình, nhưng hoàng phủ kỳ không thèm để ý đứa con trai này là không thể nào, như thế tuyệt thế thiên tài, rất có thể đột phá đến gần vô hạn thần tồn tại, hoàng phủ gia không có khả năng từ bỏ. Giang giật ẩn thân phía sau màn, cố gắng tu luyện, hắn là mọi người chủ tâm cốt, cũng chỉ có hắn cường đại, mọi người mới hội an toàn hơn, mới có thể có hy vọng trở lại đông hoàng đại lục. Tiền vạn quán có chút hụ oán nhưng Giang giật cùng Phượng Loan xác định, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Cũng may cái này giả mạo y phiêu phiêu rất đơn giản, hắn từ nhỏ sinh ra ở đại gia tộc, cũng đã quen xã giao, mạo danh thay thế ra ngoài ứng phó thoáng cái ngược lại là đơn giản. Giang giật cũng chính là bởi vì không nghĩ tới thêm xã giao, không quen xã giao, lúc này mới quyết định để hắn mạo danh thay thế, dạng này mới có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Lão đại, người ý tứ ta đã hiểu, tại giang giật lặp đi lặp lại bàn giao trải qua về sau, tiền vạn quán gật một cái nói, ngoại trừ không gia nhập tứ đại gia tộc, cái khác đều tốt nói đi bất quá, vạn nhất tứ đại gia tộc các tiểu thư coi trọng ta, muốn mạnh hơn ta làm sao bây giờ ta là phản kháng vẫn là không phản kháng đâu vạn nhất không phản kháng được, ta lại nên làm như thế nào. chương 782, Tinh thần dị biến, Hoàng Phủ Đào Thiên sau nửa canh giờ trở về, cũng đã nhận được một chút tin tức, tỷ như Lục Lân cùng Lục Vũ Tiến vào lôi ra, giờ phút này còn chưa có đi ra, lại tỷ như Thiên Thiên Tiểu Thư Tiến vào tư đồ nhất niệm tư đồ tiểu trúc, Lục ra cùng lôi ra ngược lại là không có đặc thù phản ứng. Để Giang Giật có chút thất vọng là, Hoàng phủ Đào Thiên cũng không có đạt được quá nhiều linh đăng tỷ tin tức, chỉ là tìm hiểu ra nàng đã từng gả cho Lục gia một cái công tử, nhưng vừa mới gả đi, ở nửa đường Lục gia công tử lại ra ngoài lúc bị sơn phỉ giết, mà Nam Cung Vân nghĩa hạ lệnh để linh đăng tỷ tiếp tục gả đi, trở thành quá chồng trước khi cưới. Linh đăng tỷ tại bạch hổ thành gặp cái gì sự tình, tại sao lại đi thiên lôi thành, giờ phút này vì sao lại hội hồi trở lại thần tứ thành nàng đến cùng có cái gì nỗi khổ tâm Hoàng phủ Đào Thiên cũng không có tìm hiểu tin tưởng dù sao kia là Nam Cung ra việc nhà, Nam Cung Vân Nghĩa làm người cứng nhắc, trong gia tộc tộc Pháp xâm nghiêm, khẳng định cũng sẽ không lưu truyền tới. Giang giật cũng không nghĩ nhiều nữa, trở thành nội yên tĩnh một chút, trận này danh tiếng qua đi, lại đi Nam Cung ra tìm tòi tốt. Ngày thứ hai, Hoàng Phủ Đào Thiên mang theo thiên thạch đi ra, sau ba canh giờ mang theo một đội võ giả trở về, những này võ giả đều là hắc thị bên trong mua được nô lệ, thực lực mạnh yếu không giống nhau, tối cường có hạ giai thiên quân, yếu nhất cũng có kim cương ngũ trọng, hết thảy 10 người, đồng thời mang đến một cỗ xe sang trọng, tiền vạn quán nghiêu khí hống hống lên xe ngựa, tại Hoàng Phủ Đào Thiên cùng giang giật dưới hộ vệ đi nhà mới bên trong. Nhà mới tại Đông Thành, là cỡ lớn nhất trạch viện, Hoàng Phủ Đào Thiên mua rất nhiều mới đồ dùng trong nhà, đem trạch viện sai người thật sớm sửa chữa lại một phen, ngoài cửa lớn treo bảng hiệu áo phủ. Đại viện chia làm nội viện ngoại viện, giang giật bọn người lại nội viện, nô lệ bọn hộ vệ lại ngoại viện, những hộ vệ này đều là hồn nô, hồn ấn bị hoàng phủ đào thiên thu, cũng không sợ bọn hắn tiết ra ngoài tin tức. Đương nhiên trong ngoài viện đều có đơn độc cấm chế, giang giật bọn người ở tại nội viện, càng thêm an toàn. Hết thảy đều tại chiều phương diện tốt phát triển. Ngày thứ ba tiền vạn quán tại Hoàng Phủ Đào Thiên cùng năm tên hộ vệ cùng đi đi bái phỏng tư đồ ngạo về sau, để Giang giật càng thêm an tâm. Tư đồ ngạo cùng tư đồ nhất tiếu tự mình tiếp kiến tiền vạn quán, tư đồ nhất tiếu cùng tư đồ nhất niệm còn cùng đi tiền vạn quán ăn một bữa cơm, bất quá cái kia thiên thiên tiểu thư ngược lại là không hề lộ diện. Từ đầu ngạo không có rõ ràng cho thấy mời chào chi ý, nhưng giao hảo chi tâm rất là rõ ràng, cũng ám chỉ tiền vạn quán, lôi ra cùng lục ra sẽ không làm loạn, chỉ cần không ra khỏi thành sẽ rất an toàn. Ngày thứ tư, tiền vạn quán cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đi lôi ra, lôi đình uy không có ra mặt, lôi kỳ viêm cũng chưa từng xuất hiện, lôi ra một tên trưởng lão tiếp đãi hai người, thái độ lãnh đạm cũng không có nhằm vào chi ý, nhìn không ra cái gì. Về sau một tháng, tiền vạn quán từng cái bái phỏng Nam Cung gia, Hoàng Phủ gia, còn có còn lại 13 nhà tộc, Nam Cung Vân Nghĩa không có ra mặt, Nam Cung gia một vị công tử đi ra ngoài tiếp đái. Hoàng Phủ gia, Hoàng Phủ Đào Thiên không có đi vào, Hoàng Phủ Kỳ cũng chưa hề đi ra, Hoàng Phủ gia đệ nhất tiểu thư Hoàng Phủ Vân tiếp kiến tiền vạn quán, thái độ rất không tệ, để tiền vạn quán mừng thầm không thôi. Còn lại gia tộc đối đãi tiền vạn quán thái độ cũng rất tốt, đương nhiên lục ra ngoại trừ, Tiền Vạn Quán thay thế Y Phiêu Phiêu đại sư là thần tứ bộ lạc duy nhất Hỏa Đế, mặc dù hắn trước chỉ có kim cương đỉnh phong, nhưng ngoại nhân cũng không biết rõ hắn luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, hắn còn trẻ như về sau có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, ngưng khắc một chút trung giai đạo văn, thậm chí là thượng giai đạo văn vào thiên hỏa bên trong, vậy hắn thiên hỏa liền là vô giới chi bảo. 13 nhà tộc cùng Tiền Vạn Quán giao hảo, về sau liền có thể có được một bộ đẳng cấp cao thiên hỏa, cũng có thể để gia tộc nhiều một chỗ bí cảnh. Hậu đại con em được ích lợi vô cùng. Giang Dật Bế Quan, hắn tiến vào đế cung bên trong, đem chuyện bên ngoài giao cho Phượng Loan cùng Hoàng phủ Đào Thiên Tiền vạn quán, hắn toàn lực tu luyện nguyên lực, đồng thời nghĩ biện pháp dung hợp thượng giai đạo văn, lĩnh hội phần thiên thương khung vô thuật. Theo Tiền vạn quán cao điệu xuất hành, cùng thành nội từng cái gia tộc giao hảo, Lục Lân cùng Lôi Kỳ Viêm cũng chỉ có thể âm thầm hận đến răng trực dương dương, Lôi Đình uy tự mình hạ lệnh, công khai không thể động. Nếu bọn họ có thể đem tiền vạn quán bọn người lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài kia tùy ý động thủ, trong thành ai dám làm loạn, tộc pháp hầu hạ. Lừa gạt ra khỏi thành, Lục Lân cùng Lôi Kỳ Viêm không có bản lãnh lớn như vậy, chỉ có thể khổ đợi cơ hội tốt. Một tháng sau, Lục Ly cùng còn lại gia chủ đều riêng phần mình trở về, Lục Lân cùng Lục Vũ lại lưu lại. Không ra cái miệng này khí, các nàng lại có tâm ma, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện, Lục Ly thế mà cũng không nói cái gì, chỉ là đem Vinh trưởng lão lưu lại. Chiếu khán hai người Ngày thứ hai, Thiên Thiên Tiểu Thư cũng đứng dậy hồi trở lại vô tận biển sâu Tứ đại gia tộc gia chủ toàn bộ ra mặt đưa tiến Thành nội triệt để khôi phục bình tĩnh Trong khoảng thời gian này Giang giật một mực bế quan không ra Coi như thần khóc lúc cũng chưa từng xuất hiện Dù sao Hoàng Phủ Đào Thiên đã sớm lấy lòng đại lượng thần khắp đan Mọi người cũng sẽ không có ảnh hưởng Giang Tiểu Nô đi theo hắn vào đế cung tu luyện Phượng Loan cùng Thanh Ngư thì tại bên ngoài dưỡng dưỡng tiểu thú Theo theo hoa làm vẽ tranh, thời gian cũng là an nhàn. Tiền vạn quán tiêu sái nhất, ngẫu nhiên mang theo một nhóm hộ vệ ra ngoài tản bộ một vòng, ở chỗ này làm một chút khách, bên kia có mặt thoáng cái yến hội, đến chỗ nào đều có thể bị nhiệt liệt hoan nghênh. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng bế quan, bất quá ngay tại ngoại viện ngồi xếp bằng, có hắn tọa trấn trong nhà này an toàn vô cùng, đạo trích chi đồ khẳng định không dám làm loạn, ai dám vào đây đoán chừng cũng sẽ bị hắn một đao cho đánh chết. Có hắn tôn này môn thần tại, giang giật phi thường yên tâm, một mực bế quan không ra, hai tháng về sau trong đêm, đột nhiên xảy ra dị biến. Suy suy, tối nay trăng sáng sao thưa, vạn lý không mây, nhưng lúc nửa đêm đột nhiên cuồng phong gào thét, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng trên thành uổng phí tụ tập, cửu thiên bên ngoài một viên tinh thần cũng phát sáng lên, một vệt thần quang bắn thẳng đến mà xuống, chui vào thần tứ thành bên trong một tòa trạch viện bên trong. Xoà, toàn thành đã bị kinh động, cửu thiên tinh thần ban cho tinh thần chi lực đây chính là hơn hai năm chưa thấy qua sự tình, Lần trước Hoàng phủ Đào Thiên xuất quan lúc cũng có như thế dị tượng. Giang giật bọn người không hiểu, muốn Cửu Thiên Tinh Thần ban cho tinh thần chi lực, kia nhất định phải cảm ngộ một cái Ngũ tinh thượng giai đạo văn, hoặc là đặc thù đạo văn, bình thường tình huống cũng không hội xúc động thiên địa pháp tắc, ban cho Cửu Thiên Tinh Thần chi lực. Ai dám thần thức dò xét, đừng trách ta vô tình. Hoàng phủ Đào Thiên cảm nhận được rất nhiều cường đại thần thức dò xét vào đây, lập tức giận tím mặt bắn vào viện tử giữa không trung bên trong, trên người hắn lôi quang lấp lánh trong tay một cái hẹp dài chiến đao xuất hiện, trên đao lôi điện quấn quanh, nếu là hướng những cái kia thần thức bổ tới, nhất định có thể đơn giản tiêu diệt thần trí của bọn hắn. Những cái kia thần thức toàn bộ rụt trở về, rất nhiều cường giả cũng kinh nghi bất định, chẳng lẽ là Hoàng Phủ Đào Thiên lại dung hợp một loại ngũ tinh thượng giai đạo văn hay là cái kia y phiêu phiêu đại sư tinh thần chi lực quá chân quý, có được vô thượng diệu dụng, có thể được đến tinh thần chi lực cũng có thể để thiên địa càng thêm thân cận ngươi. Quả nhiên là kỳ tài. Hoàng phủ đào thiên tự nhiên tin tưởng cái kia đạo tinh thần chi lực xuất vào đế cung bên trong, rõ ràng là giang giật xúc động thiên địa pháp tắc, khiên động cửu thiên tinh thần, được ban cho cho tinh thần chi lực. Giang giật hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, hắn bế quan hai tháng, viên thứ tư tinh thần rốt cuộc dị biến, hắn nguyên lực cảnh giới cũng đạt tới kim cương đỉnh phong, chờ sau đó một khắc tinh thần dị biến, hắn liền là thật sự thiên quân. Cái này nguyên lực tốc độ tu luyện quá nhanh, đoán chừng thứ ngũ khỏa tinh thần nhiều nhất chỉ cần hơn nửa năm liền có thể dị biến, như tại cái này tu luyện mấy năm, không ngừng để tinh thần dị biến, cho chín khỏa tinh thần hoàn toàn dị biến về sau, của ta nguyên lực cảnh giới có thể đạt tới cái tình trạng gì không luận đạo văn chỉ dựa vào hùng hậu nguyên lực, thực lực của ta sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Giang giật không dám tưởng tượng, cũng đối tương lai tràn đầy hy vọng. chương 783, Bán Thần, Giang giật tổng hợp chiến lực rất mạnh, có thể diệt sát trung giai thiên quân, nhưng đó là dựa vào lôi hỏa, không có lôi hỏa, hắn ngoại trừ dùng độn thiên đào tẩu bên ngoài, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Hắn chân thực cảnh giới một mực không cao lắm, đạo văn cảnh giới đạt đến thiên quân cảnh, nhưng chiến lực tuyệt đối không mạnh, bởi vì hắn chỉ là cảm ngộ một chút hạ giai đạo văn, trung giai đạo văn chỉ có một cái, cái kia thượng giai đạo văn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, không biết huy lực. Hắn nguyên lực cảnh giới thấp hơn, trước kia chỉ có kim cương ngũ trọng, tại nghìn lần nguyên lực tốc độ tu luyện dưới, tại ba tháng thời gian tự đạt đến kim cương đỉnh phong, cũng coi là nghịch thiên. Mấy tháng nay, hắn đạo văn dung hợp không có nửa điểm tiến bộ, phần diệt thương khung vô thuật ngược lại là có một chút tiến bộ, trải qua hai lần thần khóc, hắn hồn kiếm lại nhiều sáu thanh, đã đạt đến 48 đêm. Không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một trận, đi ra xem một chút tình huống đi. Hắn thần thức hướng Giang tiểu nô cùng tiểu phỉ bên kia quét một lần, gặp một cái đang bế quan, một cái đang ngủ say, thân thể lóe lên truyền tống ra ngoài. Lão đại, công tử, bên ngoài tiền vạn quán bọn người bị đánh thức chính tụ trong đại sảnh, gặp Giang giật truyền tống ra, vội vàng đại hỉ đứng dậy. Giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tiền vạn quán hỏi, thành nội tình huống thế nào? Rất không tệ, tiền vạn quán sờ lên hồng quang đầy mặt mặt béo, nhếch miệng cười nói ta trong thành cũng coi là danh nhân, các gia tộc đối ta đều rất khách khí, lục lân cùng lôi kỳ viêm không dám đối với chúng ta thế nào, chỉ cần chúng ta không ra khỏi thành, có đảo thiên đại ca tại cái này, không ai dám làm loạn. Vậy là tốt rồi, Giang giật cười cười, vừa định đi ra đại môn cùng hoàng phủ đào thiên đi phiếm vài câu tiền vạn quán nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói lão đại có thể hay không cầu ngươi một sự kiện a à? chuyện gì giang giật quay đầu hỏi tiền vạn quán ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói lão đại có thể hay không cho ta vẽ một bức thiên họa a à ta đáp ứng một người muốn cho nàng vẽ một bức thiên họa ai vậy giang giật hồ nghi xem xét tiền vạn quán một chút đột nhiên cười nhạo nói là nữ a à nhà ai tiểu thư hắc hắc cái gì đều chạy không khỏi lão đại pháp nhãn a à? Tiền vạn quán đập một cái mông ngựa, cười ngây ngô nói, là nhất niệm tiểu thư, nàng nói muốn một bộ đơn độc sơn thủy họa, đơn độc để danh cho nàng lưu làm kỷ niệm. Tư đồ nhất niệm, sang giật cao mày nói, cái cô nương này cũng không tệ, đáng tiếc là tư đồ ra người, vạn quán người tốt nhất đừng động niệm đầu, như thế siêu cấp gia tộc tiểu thư, hôn sự khẳng định không thể tự chủ. Ta hiểu, tiền vạn quán đắng chát cười một tiếng, như hắn là thật thiên hòa tác giả còn dễ nói, vấn đề hắn không phải, hắn vẫn là một cái luyện hóa đạo văn mảnh vỡ phế vật, đời này vĩnh viễn không thể nào tăng thực lực lên, hắn không xứng với tư đồ nhất nghiệp, tư đồ ra biết rõ chân tướng khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Tốt, quay đầu ta cho ngươi vẽ một bức thiên họa đi. Giang giật vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai đi ra ngoài, bên ngoài đã sớm khôi phục bình tĩnh, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng mỉm cười đứng tại tiền Việt, nhìn thấy Giang giật đến đây, cười truyền âm nói, chúc mừng Giang huynh đệ đột phá, cửu thiên tinh thần chi lực chân quý dị thường, huynh đệ còn cần thận trọng sử dụng A. Ách, Giang giật trước kia cũng không phải là rất hiểu cửu thiên tinh thần chi lực, Hoàng Phủ Đào Thiên nói lên tinh thần hắn chấn động, liền vội vàng hỏi, Hoàng Phủ Đại ca, cái này tinh thần chi lực có diệu dụng gì a? À? Hoàng Phủ Đào Thiên dừng một chút, thần thức trong sân quét qua, xác định không ai dám dò xét đi tới, cùng Giang giật song song đi vào tiền viện một cái trong phòng nhỏ, mở ra cấm chế sau mới nói ra, cửu thiên tinh thần chi lực, nghe nói là thần lực, có được vô tận diệu dụng, chỉ có cả mộ ngũ tinh trở lên đạo văn mới có thể có đến thiên địa ban cho, Đương nhiên nếu người có thể cảm ngộ một chút đặc thù đạo văn cũng có khả năng được ban cho cho, còn có đột phá thiên quân đỉnh phong đạt tới nửa thần cảnh. Võ giả cũng có cơ hội được ban cho cho cửu thiên tinh thần chi lực. Bán thần là chỉ vô tuyến tiếp cận thần cảnh giới sao đông hoàng cửu đế cảnh giới kia giang giật tò mò hỏi. Đúng, Hoàng Phủ Đào Thiên giải thích nói, cường giả đem cái này cảnh giới định vì bán thần, ý tứ nửa cái thần tiên, thiên quân phía trên liền là nửa thần cảnh, lại đến liền là huyền đế cảnh giới kia, phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Thế giới này bán thần không nhiều, tăng thêm yêu hoàng không đến 100 vị, phá toái hư không từ xưa đến nay cũng chỉ có huyền đế một người. Nửa cái thần tiên, giang giật nặng nề thở dài, võ đế bắc thương liền là nửa cái thần tiên, đã có thể cùng thần tiên móc nối, kia chiến lực khẳng định đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, đoán trừng thiên quân đỉnh phong hắn một cái ngón tay liền có thể triển toái. Mà hắn một cái kẻ thù sống còn liền là bắc đế võ thương, giang biệt ly chết một khắc này, hắn thể muốn hủy diệt toàn bộ võ điện, Giang huynh đệ không cần nhục trí. Hoàng phủ đào thiên tựa hồ xem thấu Giang giật tâm sự, cười trấn an nói, bán thần không phải thần, chỉ cần không phải thần đều có thể giết chết. Lại nói, liền xem như chân chính thần, cũng không phải là giết không chết, bọn hắn cũng là theo phàm nhân tu luyện mà thành, đã bọn hắn có thể tu luyện thành bán thần, thiên thần. Chúng ta vì sao không thể nhân định thắng thiên, chỉ cần tâm đầy đủ cường đại, chúng ta liền có thể nghịch thiên. Ừm, Giang giật đôi mắt phát sáng lên, Sửng sốt một lát, hướng Hoàng Phủ Đào Thiên chắp tay nói, đa tạ đại ca đề điểm, đúng rồi. Người còn chưa nói cửu thiên tinh thần chi lực đâu. Hoàng Phủ Đào Thiên mỉm cười gật đầu giải nói ra, cửu thiên tinh thần chi lực là một loại rất đặc thù thần lực, nó có thể đơn độc dùng để công kích, bất quá quá lãng phí. Nó có thể dùng để ôn dưỡng rèn luyện ngụy thần khí, để ngụy thần khí thông linh tỷ lệ tăng lớn, đồng thời còn có thể tăng phúc nguyên lực uy lực, tỷ như trong công kích dung hợp một chút cửu thiên tinh thần chi lực, uy lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều, rất dễ dàng kích phá thiên quân võ giả thần thuẫn, nhất cử diệt sát hắn. Ân, lần trước tại thần tứ hải, người hẳn là nhìn qua ta cùng thanh long khai chiến đi ta dùng thông linh trí bảo tăng thêm ngũ tinh thượng giai đạo văn, còn dung hợp một tia tinh thần chi lực, sở dĩ thanh long mới có thể nhận thua, hắn không nhận thua hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên thanh long thực lực bản thân cũng không mạnh, hắn cảnh giới mặc dù đạt đến thiên quân đỉnh phong, nhưng không có dung hợp bất luận cái gì thượng giai đạo văn. Cửu thiên tinh thần chi lực kỳ thật còn có rất nhiều diệu dụng, chính ngươi có thể tìm tòi một phen. A à nha, Giang giật rất nhận đồng vật đầu nói, hắn đã sớm lục loại một loại công năng ra, cái kia chính là tế luyện hỏa diễm, bị tinh thần chi lực tế luyện sau hỏa diễm uy lực đều gấp bội tăng lên. Tinh thần chi lực có thể ôn dưỡng ngụy thần khí, lại càng dễ để ngụy thần khí thông linh. Giang giật tâm niệm vừa động, nếu có thể để hỏa vân khải thông linh, kia lực phòng ngự tuyệt đối có thể gấp bội tăng lên, hắn âm thầm quyết định quay đầu bế quan lúc, tự vận chuyển một chút tinh thần chi lực ra ôn dưỡng hỏa vân khải. Bế quan hai tháng, đạo văn dung hợp không có nửa điểm tiến triển, thừa dịp Hoàng Phủ Đào Thiên Tại, Giang giật dừng một chút lại khiêm tốn cầu vấn, Hoàng Phủ Đại Ca, ta có một cái thượng giai đạo văn đã dung hợp sáu cái hạ giai đạo văn, còn lại ba cái cũng rất lâu còn không có dung hợp, có thể hay không có biện pháp tốt. Người không phải mới vừa dung hợp đạo văn, Hoàng Phủ Đào Thiên Hồ nghi nhìn Giang giật vài lần, càng cảm giác hơn Giang giật là cái quái thai. Được ban cho cho tinh thần chi lực lại không phải dung hợp thượng giai đạo văn vậy hắn là cảm mộ còn lại đặc thù đạo văn, hắn gặp giang giật muốn nói lại thôi vội vàng khoát tay áo ra hiệu giang giật đừng nói nữa mỗi người đều có bí mật của mình hắn cũng sẽ không nhiều hỏi trầm ngâm một lát nói ra đạo văn dung hợp cái này không có cách nào dựa vào người cảm mộ ta đề nghị ngươi tốn hao một tỷ thiên thạch vào nam cung ra bí cảnh bên trong đi xem một chút đi vạn nhất có thể cảm mộ cái gì đâu tốt giang giật đứng lên nói vậy được đại ca sớm nghỉ ngơi một chút trời sáng ta đi nam cung ra bí cảnh nhìn xem chương 784, họa đế phải chết. Giang giật trở về hậu viện, cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiến vào thư phòng. Trời sáng hắn chuẩn bị đi bí cảnh bên trong, tối nay tự nhiên muốn vẽ một bức tranh, đưa cho tiền vạn quán, một là đáp ứng hắn, mà là tiền vạn quán mạo danh thay thế y phiêu phiêu, tự nhiên muốn cho làm ta tranh xung thoáng cái bề ngoài. Cái viện này rất lớn, không chỉ có người người có phòng lớn, còn có chuyên môn thư phòng, Phượng Loan nghe nói giang giật muốn vẽ tranh, vội vàng chạy vào cho hắn mài. Thanh Ngư cũng trượt vào đây trợ thủ. Sơn Thủy Hỏa, Giang giật nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra thần tứ thành hình tượng, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, trong tay nguyên lực vờn quanh, hạ bút như đao. Giải rác số bút, một nhanh nổi bồng bình giữa không trung cự thạch ra tranh bên trong, trên đá lớn một tòa già nua cổ thành lộ ra một cái sừng nhỏ, mặc dù chỉ là nhìn thấy một góc, lại có thể cảm nhận được cái này thành trì rộng lớn cùng đại khí, kia thành trì cùng cự thạch nối liền thành một thể, nhìn một cái cảm giác một mảnh thương mang, cho người ta tâm linh chấn động. Tốt, công tử hỏa kỹ lại có chút tăng lên. Phượng Loan khẽ vuốt cầm, Thanh Ngư cũng thấy thổn thức không thôi, này tấm thiên hỏa mặc dù chỉ có thổ chi lực đạo văn, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm dung nhập bên trong, nhưng phi thường to lớn hùng vĩ, nhìn một chút liền khiến người tim đập nhanh. Tranh này chất lượng rõ ràng so núi lửa phun trào đồ cao rất nhiều, đương nhiên cùng bi thương tưởng niệm, động tình, vẫn là không có cách nào so, kia ba bức tranh có lẽ giang giật về sau cả một đời cũng không có cách nào vẽ ra tới. Bi thương, tưởng niệm, động tình, nghĩ đến cái này ba bức tranh, giang giật lại là cảm khái không thôi, không bằng hắn rất nhanh đôi mắt lại phát sáng lên, đấu giá hội đã qua hai tháng, đoán chừng một chút Đông Hoàng Đại Lục Thương Nhân đã đem đấu giá hội sự tình truyền đến Đông Hoàng Đại Lục A à, y phiêu phiêu ba chữ cũng hẳn là vang vọng Đông Hoàng Đại Lục, tự xem y phiêu phiêu phải trang tại Đông Hoàng Đại Lục. Mẫu thân, người đến cùng ở đâu dư ôn lại đến cùng là ai? hắn khe khẽ thở dài, trong đầu đều là kinh nghi, đông hoàng đại lục họ y nổi danh nhất chỉ có Phật đế gia tộc, nhưng y thiền lại biểu thị chưa từng nghe nói y phiêu phiêu người này, dư ôn cũng chưa từng nghe thấy, vậy chuyện này tựu rất treo. Không nghĩ, hắn lắc đầu, đi ra thư phòng đem sự tình phía sau đều cho Phượng Loan, lần trước ba bức tranh lưu danh cũng là Phượng Loan viết, chữ của hắn. Quá xấu, Giang Giật không có đoán sai, trên thực tế giờ phút này y phiêu phiêu cái tên này xác thực bị rất nhiều đông hoàng đại lục thương nhân truyền trở về, đưa tới một mảnh xôn xao. Nhất là đấu giá hội bên trên đặc sắc cố sự, càng bị người giành trước truyền tụng, ba bức tranh đánh ra 1.200 ước giá trên trời huyết đế chiến xa tái hiện còn có cuối cùng một viên sinh mệnh chi châu bị bán ra 2.000 ước giá trên trời, lại là cho một người chết dùng. Hết thảy đều hết thảy đều làm lòng người sinh cảm khái, bực này ly kỳ cố sự mọi người cũng thích nhất truyền tụng, cửu đế gia tộc trước tiên liền được tình báo, các gia tộc phụ trách giám thị tội đảo trưởng lão trong thư phòng đều trưng bày ba bức bức tranh, còn có hoàn chỉnh tình báo. Phật Đế Thành, một cái lịch sử tao nhã trong tiểu viện, một vị mang theo mặt nạ thiếu nữ tóc tím nhìn lướt qua kia ba bức tranh, đẹp mắt lông mày nhíu lên, thì thào y phiêu phiêu chẳng lẽ là giang giật. Y phiêu phiêu cái tên này, y thiền nhớ rõ phá lệ khắc sâu, năm đó giang giật theo huyền đế cung nội sau khi ra ngoài, hỏi nàng y phiêu phiêu là ai, còn hỏi dư ôn, giang giật còn tưởng rằng y phiêu phiêu là y thiền tiểu cô, nghe nói không phải về sau, cái kia thất vọng cô đơn thần sắc, giờ phút này còn tựa hồ phù y thiền trước mắt. Y phiêu phiêu cụ thể thân phận cha ra được chưa bản thân của hắn chân dung đâu. Tội đảo là đông hoàng cửu đế gia tộc sỉ nhục, cửu đế gia tộc không giây phút nào đều nghĩ hủy diệt tội đảo, cho nên đối với tội đảo tình báo thu thập tự nhiên rất là để ý, y thiền sau khi trở về tu luyện tiến vào bình cảnh, phụ thân nàng để nàng tiến vào y ra trưởng lão đường, ma luyện một phen. Ma xui quỷ khiến, Trưởng lão đường cho y thiền rất nhiều lựa chọn, nàng cuối cùng lại lựa chọn dám thì tội đảo tình báo sự vụ, giang giật tiến vào thiên lôi đảo, thậm chí cùng lục bình buôn bán lôi thạch sự tình nàng đều nhất thanh nhị sở, bởi vì Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều tiềm phục tại tội đảo thương nhân bản thân liền là cửu đế gia tộc người. Giang giật trưởng thành tốc độ, để y thiền rất là cảm khái cùng tiếc nuối, cửu đế gia tộc có nghiêm lệnh, tiến vào tội đảo người, vậy cũng là cửu đế gia tộc địch nhân, triệt để đã mất đi gia nhập cửu đế gia tộc tư cách. Trong thư phòng đứng đấy một tên thống lính, cung kính trả lời y thiền vấn đề, thân phận cha không ra, y phiêu phiêu đại sư giờ phút này tiến vào thần tứ thành đông thành khu, xuất nhập đều có hộ vệ, có thủ thần tứ thành đại gia tộc kính trọng, lục lân cùng lôi kỳ viêm cũng không dám động thủ, hoàng phủ đào thiên ngay tại áo phủ ngoại viện, ai cũng không dám loạn dò xét. Được rồi, người đi xuống đi, có tin tức trong lúc nhất thời báo cáo, nghĩ biện pháp làm một bộ y phiêu phiêu bản nhân chân dung. Y thiền phất phất tay, cầm lấy kia ba bức tranh, đây là bi thương tưởng niệm, động tình, dĩ nhiên không phải nguyên tranh, chỉ là bắt trước được tới, mà lại trình độ còn rất có giới hạn. Cố ý nhằm vào lục lân mua tử hồn linh đưa cho Nam Cung khinh linh cuối cùng như thế xúc động cho mượn 80 tỷ cho Hoàng Phủ Đào Thiên cái này rất giống như là giang giật tính cách A. Y thiền quỷ vương dưới mặt nạ một đôi mắt đẹp chấp động, dừng một lát lại thì thào, y phiêu phiêu người này đến cùng cùng chúng ta ra có quan hệ hay không ai. Ra ra theo huyền thần Sơn sau khi trở về lại bế quan, đều không có cơ hội gặp hắn, nếu không hỏi một chút hắn hẳn phải biết, dư ôn lại là ai đâu. Họa đế hư, y thiền mặt rất nhanh lạnh xuống, lạnh lùng hư một cái nói, mà kệ y phiêu phiêu có phải hay không giang giật, hắn đều chỉ có một con đường chết. Cửu đế gia tộc không có khả năng cho phép tội đảo xuất hiện một tên họa đế, coi như y ra không xuất thủ, còn lại gia tộc cũng sẽ xuất thủ, giang giật nếu thật là ngươi, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Một tên họa đế trọng yếu bao nhiêu, y thiền rõ ràng nhất, gia gia của nàng Phật đế liền là họa đế, hắn tranh để y ra con em được ích lợi vô cùng, y thiền ngay tại tranh bên trong cảm ngộ tám loại hạ giai đạo văn, tăng lên thật nhiều đạo văn cảm ngộ tốc độ,